Nương tử nhà ta không thích hợp chương 598, phu quân của ngươi rất lợi hại. Sư tỷ, không thể không nói, phu quân kia của ngươi rất lợi hại, tùy tiện động não liền hố hết tứ đại gia tộc Mạc Thành. Mặc dù ta không có chứng cứ chứng minh, đêm nay chuyện này là hắn ở sau lưng mưu đồ, nhưng ta có thể khẳng định, ngoại trừ hắn, trong phủ các ngươi không có nhân vật lợi hại và tàn nhẫn như vậy. Loại nhân vật này đặt ở tầng phủ các ngươi, nói thật, tựa như giao long đặt ở trong hồ nước. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn có thể nhất phi trùng thiên, làm ra vô số vinh quang cho gia tộc các ngươi, thậm chí mang đến vô số tài phú cùng quyền thế cho đại gia tộc các ngươi. Thế nào, có suy tính một chút hay không, để cho ta mang đi, theo ta lăn lộn." Thân ảnh xanh nhạt rốt cục xoay đầu lại, nhìn nàng. "Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thành công." Thân ảnh màu đỏ trầm mặt một chút, nói: "Không thành công." liền thành nhân chứ sao? Nhân Thần sắc thân ảnh xanh nhạt lạnh lùng mà nhìn nàng Thân ảnh màu đỏ cười lạnh nói Đương nhiên là nhân, ta mới là một phương chính nghĩa Ta là đúng, bọn hắn đều là sai Ta có thể cho đại viêm tương lai tốt hơn Có thể cho bách tính cuộc sống tốt hơn Có thể cứu càng nhiều người Mặc dù có đổ máu hy sinh, cũng là đáng Ta làm ra hành động, mới thật sự là góp nhặt âm đức Sư tỷ, Ngươi ngoại trừ tu luyện, ngoại trừ trường sinh, căn bản cũng không hiểu những thứ này, cho nên ta không muốn đàn gãy tai trâu." Thân ảnh xanh nhạt trầm mặt một hồi, thản nhiên nói. "Ngươi đêm nay không nên cố ý nói với hắn câu nói kia. Ngươi hẳn là để chính hắn lựa chọn, mà không phải buộc hắn lựa chọn." Thân ảnh màu đỏ đột nhiên nở nụ cười. "Thì ra sư tỷ cũng biết suy nghĩ cho người khác, còn tưởng rằng ngươi thật không có chút nào quan tâm cái nhà kia, phu quân kia của ngươi đấy." thân ảnh xanh nhạt một lần nữa nhìn về phía đêm tối xa xa, không nói thêm gì nữa. Yên tâm đi, ta tạm thời còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên tốt nhất, dù sao. Thần sắc thân ảnh màu đỏ băng lãnh, trong mắt lộ ra một tia sáng kiên nghị mà lãnh khốc. Khi là thân đệ đệ của ta. Lại qua gần nửa canh giờ. Xem ra tối nay sẽ không tới. Thân ảnh màu đỏ nhíu mày cầm đồ đạc của chúng ta xong tối hôm qua không có giảng cái gì đêm nay trực tiếp không tới sư tỷ có khi nào tên kia đã trực tiếp chạy mất rồi hay không thân ảnh màu đỏ tò mò hỏi đúng rồi sư tỷ ngươi có động tay chân vào bên trên phi kiếm kia không có nhỏ vào tinh huyết của chính ngươi hay không như vậy chỉ cần hắn sử dụng chui phi kiếm kia ngươi có thể bất cứ lúc nào tùy khắc biết được hắn ở nơi đâu thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói không cần Nói rồi, ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi nào đó ngoại thành. Thân ảnh màu đỏ biểu môi. Nữ nhân ngốc. Ngươi tin tưởng hắn như vậy, đừng đến lúc đó bị hắn lừa gạt. Sau khi Lạc Thanh Chu rời khỏi tầng phủ, cũng không có lập tức đi uyên ương lâu. Hắn một bên đi trên đường luyện tập phi kiếm, một bên đi đến tử Hà Sơn ngoại thành, nhìn một chút phần mộ của mẫu thân, thấy không có vấn đề gì, lại đi ngoại thành, tìm tòi khắp nơi một chút, thấy không có gì dị thường mới trở về nội thành lại kiểm tra một lần đường đi hẻm nhỏ phụ cận tần phủ hắn mới bay về phía uyên ương lâu lúc đi vào uyên ương lâu thân ảnh màu đỏ vừa bay lên chuẩn bị rời đi nhìn thấy hắn liền lập tức ngọt ngào hô ca ca, ca, ca ngươi rốt cuộc đã đến còn tưởng rằng kaka đêm nay không tới muội muội đang chuẩn bị về nhà đây một hơi gọi liền ba tiếng kaka kêu đến lạc thanh chu đều có chút không có thích ứng nhớ ngày đó, không phải là lúc trước. Chính là mấy đêm trước thôi, Lạc Thanh Chu còn rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng lãnh ngạo không bị trói buộc của nàng, và khí thế khi nàng cắn răng nói ra câu nói kia ta cận kề cái chết. Bây giờ, đêm nay muốn nghe cố sự, hay là kinh thư? Lạc Thanh Chu rơi vào nóc nhà, dò hỏi. Thân ảnh màu đỏ lập tức nói. Cố sự, ca ca, muội muội muốn nghe cố sự. Kinh thư quá phức tạp, muội muội đến bây giờ còn là kiến thức nửa vời ca ca trước kể chuyện xưa đi muội muội lập tức sẽ tấn cấp sau khi muội muội tấn cấp ca ca nói lại kinh thư ánh mắt lạc thanh chu nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt bên trên mái cong thấy nàng không có phản đối nhẹ gật đầu ngồi xuống tại nóc nhà tắm rửa ánh trăng bắt đầu nói ảnh động ngân hà gần miệt minh vô điểm trần nhạn thanh minh xa hán châm vận vang tây lân ảnh động như tinh hà trăng sáng không chút bụi trần. Tiếng chim nhạn vang vọng khắp nơi, tiếng châm vang về phía tây. Trưởng lão đang lúc rảnh tay, cầm nhang bái tạ thái bảo gia đường, bái gia đường, tam tạng mới gõ vang mỏ, trước niệm chân ngôn về khẩu nghiệp, sau lại niệm tịnh thân tâm thần chú, sau đó mở một quyển độ vong kinh. Tụng tất, sau đó lại niệm một hồi độ vong hồn, lại niệm kim cương kinh, quan âm kinh. Thân ảnh xanh nhạt đột nhiên xoay người, mở miệng nói. Chân ngôn thần chú, đều là công pháp thần hồn. Ngươi vừa rồi giảng độ vong kinh, kim cương kinh, quan âm kinh, những kinh thư này, ngươi nơi đó có? Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong đầu tìm tòi một chút đáp, có. Thư tịch kiếp trước tựa hồ cũng giấu ở chỗ sâu trong đầu hắn, chỉ tìm kiếm một chút liền có thể hiện rõ ràng trong đầu rồi đọc ra. Cùng đã gặp qua là không quên được, cộng với việc nghe thấy tiếng lòng, cũng đều là lợi thế đời này của hắn. Ánh mắt thân ảnh xanh nhạt đầy phức tạp nhìn hắn trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói. Ngươi còn cần thứ gì, về sau có thể trực tiếp nói với ta. Thân ảnh màu đỏ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cũng vội nói. Ca 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 ca. Ngươi về sau còn cần vớ chân, khăn tay hay pháp khí gì, ngươi cũng có thể nói cho muội muội. Cái yếm cũng không sao. Muội muội nơi này đều có. Coi như không có, muội muội cũng sẽ nghĩ biện pháp mang tới cho ca ca tuyệt đối không nên khách khí với muội muội có thể để cho sư tỷ chủ động nói lời nói này xem ra mấy bộ kinh thư kia rất không tầm thường nàng nhất định phải hảo hảo ông chặt cái đùi này nhất định phải hảo hảo để hắn nhớ kỹ nàng gọi hắn là ca ca còn có nhất định phải làm cho hắn nhớ kỹ với lưới của nàng đều đã bị hắn cắn qua với lưới nữ hài tử thế nhưng đều mặc ở trên chân chân thế nhưng là phần riêng tư của nữ hài tử hắn cắn với lưới của nàng chẳng khác nào cắn chân của nàng quan hệ của hai người tự nhiên không bình thường loại quan hệ này liền ngay cả sư tỷ cũng đều kém sư tỷ nhiều nhất chỉ để hắn đụng phải khăn tay mà thôi sáng sớm ánh nắng tươi sáng sau khi lạc thanh chu đứng lên trực tiếp đi đáy hồ nguyệt dạ thính vũ biển tu luyện bây giờ đã là cảnh giới luyện tạng hắn phải tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới võ sư chỉ có đến cảnh giới võ sư mới xem như có một chút thành tựu trên con đường võ giả tu luyện mới có thể càng có cảm giác an toàn một chút luyện tạng cần hô hấp thổ nạp khí huyết phun trào phối hợp cùng dược thủy cho nên không cần chuyên môn ra khỏi thành đi bên trong h một lâm tu luyện đáy hồ là đủ sau khi đi vào đáy hồ hắn cũng không có tiến vào thạch thất mà lại trực tiếp đi tới đầu ở giữa chỗ ba lối rẽ bị chặn lối đi kia bắt đầu tiếp tục đập đá mở đường tra quyền đập đá rất nhẹ nhàng điều động khí huyết trong cơ thể có thể càng sâu hơn hô hấp thổ nạp rèn luyện nội tạng trong công kích quanh 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 đi vào trước đám nham thạch to lớn ngăn chặn thông đạo hắn bắt đầu vận chuyển nội lực kéo căng da thịt cơ bắp trùng điệp tra quyền khí huyết trong cơ thể rất nhanh phun trào hắn dựa vào bức họa bên trên thư tịch khống chế khí huyết chảy xuôi vào từng huyệt khiếu sau đó lại trải qua lục phủ ngũ tạng quay vòng không thôi nắm đấm hắn hiện tại có uy lực càng lớn một quyền đánh xuống nham thạch trước mặt lập tức chia năm xẻ bảy lõm xuống dưới rất nhiều cùng lúc đó bên trong tầng cao nhất tụ bảo các người hôm nay ra khỏi thành làm nhiệm vụ cũng đã đến đông đủ hôm nay ngoại trừ đao tỉ ra chỉ có sở tiểu tiểu ngô khuê cùng chu bá ước ba người lúc đao tỉ đang muốn mang theo bọn hắn xuống lầu một loạt tiếng bước chân quen thuộc đi lên lầu đột nhiên truyền đến lập tức một thân ảnh mặc váy tím cao gầy đi tới, ánh mắt lãnh ngạo quét mấy người một vòng. Đao tỷ một mặt kinh ngạc nói. Ngươi hôm nay cũng đi. Nam cung Mỹ kêu không có trả lời, lạnh lùng hỏi. Người đến đông đủ rồi sao? Đao tỷ nhẹ gật đầu, nói. Đến đông đủ, chuẩn bị xuất phát. Ngươi nếu đi, còn phải một lần nữa giao tiền. Nam cung Mỹ kêu trầm mặt một chút, quay người xuống lầu, thản nhiên nói không đi ta tới mua đồ thuận tiện lên lầu nhìn xem đao tỉ mang theo ba người ở sau lưng nàng đi xuống lầu gặp nàng dò xét trước quầy ánh mắt lấp lóe quay đầu nói với ba người sở tiểu tiểu sau lưng các ngươi đi trước lên xe ngựa chờ ta nhà sở tiểu tiểu đáp ứng một tiếng cùng hai người khác tiếp tục đi xuống dưới lầu đợi ba người đi xuống lầu đao tỉ đi đến bên cạnh thân ảnh cao gầy yểu điệu thuận ánh mắt của nàng nhìn thương phẩm trong quầy một chút nói Những thứ kia, đối với võ giả bình thường mà nói, có lẽ rất cần Nhưng đối với ngươi mà nói Ngươi khẳng định chướng mắt, cho nên cũng không cần phải lại nhìn nhiều Nam cung Mỹ kêu quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái Đôi chân dài được bao vây lấy bởi tất chân màu tím bước một bước, liền muốn rời khỏi Đào tỷ đột nhiên nói Hắn hôm nay không đến, qua mấy ngày đoán chừng cũng sẽ không tới đây Hắn hiện tại đã đột phá đến luyện tạng cảnh, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không đi ra. Nam cung Mỹ kêu dừng bước chân một chút, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng nói. Ngươi đang nói ai? Có quan hệ gì tới bản tiểu thư? Ngươi cảm thấy, bản tiểu thư hôm nay đến là vì tìm người. Đao tỷ nhìn nàng nói. Chẳng lẽ không đúng? Nam cung Mỹ kêu lập tức cười nhạo một tiếng. Buồn cười, bản tiểu thư thân phận gì, sẽ chủ động tìm người. Ai có tư cách này? nói xong bước nhanh rời đi đao tỷ đột nhiên nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng nói ta biết hắn ở nơi nào cũng biết tên thật của hắn nếu ngươi đã không tới tìm hắn quên đi bước chân nam cung mỹ kêu ngừng lại chỗ đầu bậc thang dừng một chút quay đầu nhìn nàng nói tự cho là đúng nói xong đăng 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 đi xuống bậc thang đao tỷ đứng tại chỗ một hồi sau đó cũng đi xuống cầu thang ở cửa ra vào xe ngựa đang chờ. Nàng vừa muốn đi ra chỗ cửa tiến vào xe ngựa, chỗ giá sách bên cạnh đột nhiên có một thân ảnh đi ra, lạnh lùng thốt. Bản tiểu thư và tiện nhân kia có thù không đội trời chung. Nói cho ta tên thật và nơi ở của hắn, túi kim tệ này sẽ là của ngươi. Nói rồi đưa một túi kim tệ đến trước mặt nàng. Đao tỉ nhìn thoáng qua, bên trong chí ít có 500 kim tệ, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ta rất muốn, bất quá vị đại tiểu thư này thật có lỗi vừa rồi ta nói những lời kia đều là vì đùa ngươi ta cũng không biết tên thật của hắn càng không biết hắn ở nơi nào nói xong đi ra chỗ cửa ra vào nam cung mỹ kêu đứng tại chỗ giật mình nắm chặt kim tệ trong tay đột nhiên thấy nàng quay người đi trở về đúng rồi có chuyện ta nghĩ ngươi sẽ rất hứng thú biết đào tỷ quay người trở về nói với nàng một tiếng sau đó bước nhanh đi đến bên trong nơi hẻo lánh của giá sách bên cạnh, từ nơi đó cầm hai quyển sách, đi về đưa tới trước mặt của nàng nói. Hắn lén lén lúc lúc mua hai quyển sách này, ngươi có thể nhìn. Nam Cung Mỹ kêu sửng sốt một chút, vô ý thức đưa tay tiếp nhận, ngưng mắt nhìn về trang bìa của hai quyển thư tịch này. Phía trên viết vài chữ to, chân ngọc tranh minh họa, chân ngọc tranh minh họa hai. Nam Cung Mỹ kêu. Đao tỷ cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, quay người bước nhanh rời đi. Quanh! 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 Trong mật thất dưới đáy hồ Tần Phủ, Lạc Thanh Chu vẫn đang phá đá tu luyện. Sau nửa canh giờ, hắn lại mở ra thêm con đường 7-8 mét hướng về phía trước. Lúc này, có thể rất rõ ràng cảm thấy nội tạng phát nhiệt nóng lên, một cổ khí lưu đang nhanh chóng lưu động ở giữa từng cái nội tạng. Sử dụng hám sơn bá quyền, nội lực và thể lực đều tiêu hao cực nhanh lại sau nửa canh giờ. Hắn rốt cục sức cùng lực kiệt. Nghỉ ngơi một lát. Ăn một chút thịt bò, lại lấy ra bình sứ nhỏ hai dọc linh dược, khôi phục nội lực cùng thể lực, lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lần này, một mực kiên trì tới buổi trưa. Đại khái đánh giá một chút, cả buổi trưa hết thảy mở ra con đường trọn vẹn hơn 20 mét. Trên mặt đất xuất hiện càng nhiều hài cốt của yêu thú. Thông đạo trước mặt trở nên càng thêm uống lượng khúc chiết, mà địa thế thì lại bắt đầu kéo dài xuống phía dưới, trong không khí tràn ngập một cổ mùi tanh hôi. Nhiệt độ cũng quỷ dị trở nên cao lên. Lạc Thanh Chu nghỉ ngơi một hồi, rời khỏi thông đạo, đi đáy hồ. Tắm rửa một cái, lên bờ đổi một thân quần áo sạch sẽ. Hắn về tới tiểu viện. Luyện tạng còn cần mỗi ngày bỏ ra đầy đủ thời gian an tĩnh hô hấp thổ nạp. Không khí dưới lòng đất vẫn đục tanh hôi, không thích hợp. Thời gian buổi chiều, Hắn quyết định muốn rút ra một canh giờ đọc sách luyện chữ. Muốn thi hương cao trung, bằng vào khả năng đã gặp qua là không quên được cũng không đủ. Hắn nhất định phải tiếp tục đọc sách hiểu sâu thêm, lý giải suy tư nội dung trong sách, đồng thời còn muốn luyện chữ càng đẹp hơn. Bất luận cái gì có thể cộng thêm điểm đều rất quan trọng. Ăn cơm trưa đơn giản, đang muốn về thư phòng tu luyện, Châu Nhi đột nhiên chạy vội vàng tới thông báo nói. "Cô gia, nhị tiểu thư bảo người đi qua một chuyến. Trong phủ có khách quý đến, lão gia phu nhân và nhị công tử đều đi đại sảnh, nhị tiểu thư để cô gia đi qua bồi tiếp nàng đi cùng. Khách quý? Lạc Thanh Chu Kỳ quái hỏi. Biết là ai không? Châu Nhi thấp giọng nói. Bẩn cô gia, tựa như là Nam Quốc quận vương, biểu tiểu thư cũng đi đến đó. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đi thôi hai người cùng đi ra tiểu viện. Lúc đi vào Mai Hương Uyển, Tần Nhị tiểu thư đang được Thu Nhi nâng đỡ chờ dưới đại thụ ở ngoài cửa. Thân váy áo trắng thuần, áo lông trồn tuyết trắng cùng vẻ nhu nhược của thân thể hòa với dung nhan thanh lệ giống như một phong cảnh tinh khiết nhất, ôm nhu nhất bên trong tầng phủ, làm cho người nhìn một chút liền lòng yên tĩnh như nước, tất cả phiền não và cảm xúc đều bình ổn lại. Tỷ phu, Nam Quốc quận vương tới. Thiếu nữ nhìn thấy hắn, trên gương mặt hơi tái nhợt lộ ra ý cười ôn nhu, giống như ánh nắng trong ngày mùa đông. Lạc Thanh Chu đi đến bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà đi, nói: "Có thể là vì bản án tối hôm qua." Tối hôm qua lúc hắn hỏi thăm, nhị ca trả lời thật không quá rõ ràng, đoán chừng hắn có hoài nghi. Tần Vi mặt mỉm cười, Ôn Nhu nói: "Tỷ phu, ngoại trừ bản án ra, còn có chuyện của Mỹ Kiêu tỷ." Nam Quốc Quận Vương là phụ thân Mỹ Kiêu tỷ tỷ phu hẳn còn chưa biết lạc thanh chu nghe vậy khẽ giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tần vi mặt cười nói mỹ kiêu tỷ vì đào hôn chạy tới mạc thành không có chỗ để đi liền đến nhà chúng ta ở thật ra tần gia chúng ta và bọn hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào về phần cái gọi là họ hàng quan hệ cũng là xa không thể lại xa căn bản không tính là họ hàng chỉ là tổ tiên mẫu thân ở cùng một chỗ với tổ tiên mẫu thân mỹ kiêu tỷ sau đó mới trèo lên quan hệ cho nên tỷ phu, Nam Quốc Quận vương sẽ không có bất kỳ thiên vị đối với chúng ta." Lạc Thanh Chu gật đầu nói, "Ta biết. Thật ra cho dù có quan hệ, loại vụ án này, hắn cũng không dám." Hai người một đường nói chuyện, rất nhanh đi tới đại sảnh. Trên chỗ ngồi chính giữa đại sảnh, Nam Quốc Quận vương một thân mãn bào ôn tồn lễ độ đang nói chuyện cùng Tần Văn Chính. Tần Xuyên đứng ở một bên, đầu đầy mồ hôi nam quốc quận vương lại hỏi chuyện hôm qua bắt được đào phạm tống gia hắn ấp úng đáp không rõ ràng tống như nguyệt đứng ở một bên cũng sốt ruột theo lạc thanh chu và tần nhị tiểu thư tiến vào đại sảnh không người hướng về nam quốc quận vương hành lễ nam quốc quận vương nhìn hai người một chút trên mặt lộ ra thần sắc ôn hòa mở miệng hỏi tần nhị tiểu thư nghe phụ thân ngươi nói ngày hôm qua chuyện đào phạm tống gia và trương gia vương gia thành quốc phủ là đồng phạm đều do ngươi mưu đồ bắt lấy, là có chuyện này sao? Tần vi mặt cúi đầu cung kính đáp. Bẩm quận vương điện hạ, hoàn toàn chính xác đều là tiểu nữ tử mưu đồ. Nam quốc quận vương nghe vậy cười một tiếng, nói. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tần nhị tiểu thư tài hoa và mưu trí làm bản vương lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, nếu là thân nam nhi, về sau tiền đồ vô lượng. Tần vi mặt trầm mặt một chút, ngẩng đầu hỏi. Quận vương điện hạ, tiểu nữ tử có thể hỏi một chút tối kết quả thẩm án hôm qua không? Nàng biết được, tỷ phu đang chờ kết quả này. Trong phòng khách an tĩnh một chút. Nam quốc quận vương trầm ngâm một hồi, mới nói. Sản nghiệp phủ đệ tứ đại gia tộc đều đã niêm phong, người cũng đã bắt lại, bất quá có mưu phản hay không, kết quả sau cùng, còn cần bản vương đem nghi phạm chủ yếu đưa về đến Kinh Đô, lại để thánh thượng định đoạt. Những người kia đều thừa nhận muốn mưu hại tần gia các ngươi, nhưng cũng không có thừa nhận mưu phản mà lại căn cứ bản vương thẩm tra bọn hắn cũng xác thực không có động cơ cùng động tác mưu phản tống gia khẳng định phải sẽ bị định tội về phần mấy gia tộc khác bản vương hiện tại còn không thể xác định tần văn chính một bên nhịn không được mở miệng nói điện hạ trương gia vương gia thành quốc phủ người đều cấu kết cùng đào phạm mưu phản của tống gia chỉ là một hạng này nên đầy đủ phán bọn hắn có tội chứ nam quốc quận vương nhìn về phía hắn nói Tần Đại Nhân, chuyện này cần kinh đô định đoạt, bản vương hiện tại chỉ là sơ thẩm, còn không thể tùy tiện định tội bất kỳ người nào. Tần Vi mặt nhẹ giọng hỏi. Quận vương Điện Hà, người thành quốc phủ kia phải chăng cung khai? Lạc Thanh Chu cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ trên mặt. Nam quốc quận vương nhìn hai người bọn họ một chút, nói. Đại phu nhân thành quốc phủ đem tất cả tội trạng đều nhận ở trên người mình, một mực chắc chắn bất kỳ kẻ nào trong thành quốc phủ đều không biết. Đương nhiên, nàng chỉ thừa nhận phái người cấu kết tống gia đào phạm, muốn đối phó các ngươi, thừa nhận một chút tội danh râu ria. Còn mưu phản, nàng đương nhiên cũng không có thừa nhận. Mà căn cứ bản vương thẩm tra, thành quốc phủ lạc duyên niên và những người khác, hoàn toàn chính xác không biết. Cho nên lần này bản vương về kinh đô, sẽ chỉ dẫn nàng ta đi, tiếp tục thẩm tra. Dừng một chút, hắn lại nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, thân phận cáo mệnh phu nhân của nàng, khẳng định không còn, còn có trưởng tử lạc trường thiên của thành quốc phủ, có khả năng cũng sẽ bởi vì nàng quan hệ mà một lần nữa bị gián cấp. Còn nàng cuối cùng có bị hình phạt hay không, cái này muốn nhìn thánh thượng. Tần vi mặt trầm mặt một chút, nói. Đa tạ quận vương điện hạ nói cho chúng ta biết những thứ này. Nam quốc quận vương nhìn nàng một cái, cười nói. Tần nhị thiên kim cũng không phải hỏi vì mình, không cần tự mình nói lời cảm tạ xem ra tần gia các ngươi ngoạ hổ tàn long có thể để cho tần nhị tiểu thiên kim đối đãi như vậy thật không đơn giản tần vi mặt cúi đầu không nói gì thêm lúc này một tên thị vệ đột nhiên đi tới cửa nói điện hạ quận chúa tới nam quốc quận vương sáng mắt lên tự hồ muốn đứng lên suy nghĩ một chút vẫn ngồi ngay ngắn ở nơi đó đồng thời sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc nam cung mỹ kêu một bộ váy dài màu tím đi đến lạnh mặt, có chút cúi thấp đầu về phía hắn, nhàn nhạt hô một tiếng. Phụ thân. Sau đó liền đứng ở nơi đó, không nói một lời, không có nửa điểm hưng phấn cùng nhiệt tình sau khi nhìn thấy phụ thân. Nam quốc quận vương nhìn gương mặt nàng thoáng có chút gầy gò, nghiêm túc trên mặt lập tức có chút không kìm được, thở dài một hơi, âm thanh ôn hòa mà nói. Mỹ kiêu, hôn sự của ngươi, phụ thân đã giúp ngươi từ chối, về sau chuyện của ngươi, phụ thân và mẫu thân ngươi cũng sẽ không lại miễn tưởng ngươi, để chính ngươi làm chủ. Lần này phụ thân chủ động xin thánh thượng đón lấy nhiệm vụ chính là chuyên môn tới đón ngươi trở về. Mẫu thân ngươi và đại ca ngươi còn có tỷ tỷ ngươi, đều rất lo lắng cho ngươi và nhớ nhung ngươi, đừng có tính tình đùa nghịch, cùng ta trở về đi. Rất ngoài ý muốn. Lần này, vị khuê nữ quật cường này của hắn cũng không tiếp tục già mồm, cũng không có nói thêm câu nào, chỉ thấp giọng a à, một tiếng, đồng ý cảm xúc nhìn tự hồ có chút xa suốt. Mỹ kêu, thế nào? Thế nào ta thấy ngươi tâm sự nặng nề? Hắn nhíu nhíu mày lại, lo âu hỏi. Nam cung Mỹ kêu trầm mặt một chút, ngẩng đầu hỏi. Phụ thân, khi nào thì chúng ta đi? Nam quốc quận vương đáp. Tối mai, đến lúc đó phụ thân còn muốn đi tử thành một chuyến. Dù sao lần này ta ra ngoài còn có những nhiệm vụ khác. Nam cung Mỹ kêu do dự một chút, nói tối mai phụ thân lại phái người tới đón chúng ta, ta còn có chút chuyện không có làm xong. Nam quốc quận vương ôn nhu nói. Cần phụ thân giúp ngươi không? Nam cung Mỹ Kiêu vừa muốn lắc đầu, chần chờ một chút, đột nhiên lại nói. Phụ thân, vậy người giúp ta tìm một người. Ánh mắt Nam quốc quận vương khẽ động, nói. Được, người nào? Nam cung Mỹ Kiêu trầm mặt một chút, nắm chặt nắm đấm nói. Cừu nhân. Phụ thân, nếu như tìm thấy hắn ta muốn mang hắn về làm nô lệ cho ta có thể chứ nam quốc quận vương giật mình cười nói đương nhiên có thể người nào đó đứng bên cạnh tần nhị tiểu thư lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ai ngờ vị nam cung quận chúa này đột nhiên xoay người đi đến chỗ hắn lạc công tử ngươi biết vẽ không lạc thanh chu nghe vậy khẽ giật mình còn chưa trả lời tần vi mặt nhẹ giọng mở miệng nói mỹ kiêu tỷ ngươi muốn vẽ ảnh người à vi mặt giúp ngươi nam cung mỹ kiêu gật đầu nói tốt vậy đi thôi đi chỗ ngươi nơi đó lập tức lại quay đầu nói phụ thân người đi trước lưu lại người ở chỗ này chờ ta vẽ xong sẽ để hắn đưa qua nam quốc quận vương nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh tần nhị tiểu thư suy nghĩ tới câu nói xưng hô hắn là tiên sinh cộng với thái độ cung kính tối hôm qua của trưởng công chúa trước khi đi nói với hắn. Tỷ phu, ngươi giúp vi mặt tham khảo một chút, vi mặt có khả năng vẽ không tốt lắm. Tần nhị tiểu thư đột nhiên nói với thiếu niên bên cạnh. Lạc thanh chu giật mình, đi theo sau lưng của hai người, cáo lui rời đi. Nam quốc quận vương nhìn bóng lưng hắn, hiếp hiếp con ngươi, chờ ba người đều rời đi, quay đầu hỏi. Tần đại nhân, người ở rễ này của ngươi rất thân với trưởng công chúa mai hương uyển trong thư phòng tần nhị tiểu thư một bộ váy áo trắng thuần ngồi ở trước bàn mở ra giấy tuyên tay mềm cầm bút nghiêng đầu lắng nghe nam cung mỹ kêu đứng ở bên cạnh nhíu mày hồi ức lạc thanh chu đứng ở trước bàn cúi đầu an tỉnh hỗ trợ mài mực trong phòng tỉnh không một tiếng động sau một lúc lâu tần nhị tiểu thư rốt cục nhịn không được hỏi mỹ kiêu tỷ danh tự thân cao thấp mập gầy ăn mặc ngũ quan khí chất đều có thể miêu tả một chút những thứ này tỷ cũng không nhớ rõ sao nam cung mỹ kiêu cao mày vừa cẩn thận suy tư một hồi mới nói tên gọi sở phi dương dáng người nhìn rất tốt thân cao nàng nhìn về phía người ở rễ bên cạnh đang cung kính mài mực lạc thanh chu âm thầm giật mình không có cảm giác cong cong chân cúi đầu gặp cong người tiếp tục một mặt bình tĩnh mài mực so với tỷ phu ngươi thì cao một chút cường tráng hơn một chút nam cung mỹ kiêu nhìn hắn cao mày trong đầu cẩn thận hồi ức mặc trang phục màu đen bộ dáng phổ thông không có chỗ nào đặc biệt để người chú ý khí chất hèn mọn hèn hạ hạ lưu đê tiện tần nhị tiểu thư nam cung mỹ kiêu dừng lại một hồi đột nhiên lại lắc đầu nói được rồi vi mặt không vẽ nữa tần vi mặt nhìn thấy gương mặt nàng biến ảo một hồi do dự một chút nhẹ giọng khuyên nhủ mỹ kiêu tỷ thật ra có ít người vẫn là lưu lại trong trí nhớ tương đối tốt hơn ngươi là quận chúa ở bên trong mặt thành này gặp phải người và chuyện gì vi mặt cảm thấy bọn hắn có lẽ đều là khách qua đường tình cờ đi trúng vào phong cảnh đẹp gặp qua và nhìn qua là được rồi không cần thiết một mực nhớ mãi không quên bởi vì cuối cùng có khả năng cũng sẽ không có kết quả gì Nam cung Mỹ kêu giật mình, nhìn nàng nói. Vi mặt, ta muốn tìm chính là cựu nhân không đội trời chung với ta, ngươi đang nói cái gì? Tần vi mặt mỉm cười, nói. Mỹ kêu tỷ, vi mặt nói chính là cựu nhân của ngươi. Quên hắn đi, Mỹ kêu tỷ cũng không có tổn thất cái gì, ngược lại nhiều một đoạn thời gian kinh lịch và ký ức đặc sắc khó quên, không phải sao? Nam cung Mỹ kêu trầm mặt. Một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu, thần sắc lạnh như băng nói ngươi nói đúng ta đích xác nên đại nhân không chấp tiểu nhân quên hắn bản tiểu thư là quận chúa hắn có tài đức gì để bản tiểu thư dương cờ giống trống lớn như vậy đi tìm hắn buồn cười nói xong quay người rời đi đứng ở cửa ra vào nói vi mặt tối mai ta tới tìm ngươi nhớ kỹ đều mang theo hết thi từ cố sự mà ngươi âu yếm thu nhi ngồi sổng ở cửa ra vào giúp nàng mang giày Nam cung Mỹ kêu cúi đầu nhìn chân ngọc của mình đang mặc với lưới duyên dáng, trong lòng khẽ động, đột nhiên quay đầu nhìn về thiếu niên vẫn còn đang cúi đầu đứng phía trước bàn, nói Lạc Thanh Chu, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi thành thật trả lời ta. Lạc Thanh Chu vội vàng buông xuống cục mực, cúi đầu chắp tay nói Quận chúa, xin hỏi Nàng đã cho thấy thân phận của mình Vậy hắn cứ hô theo tần nhị tiểu thư là Mỹ Kiêu tỷ liền không thích hợp càng là gia đình tôn quý thì càng quan tâm quy củ dù sao hắn chỉ là một người ở rễ mà tần gia và bọn hắn cũng không phải là quan hệ họ hàng thật ánh mắt nam cung mỹ kiêu sáng rực mà nhìn chầm chầm vào hắn lạnh lùng hỏi nam tử các ngươi có phải đều thích chân nữ tử hay không lạc thanh chu tần nhị tiểu thư nghe vậy giật mình nghiêng mặt qua nhìn thiếu niên bên cạnh chân nhỏ tiêm tú mặt với lưới tuyết trắng dưới làng váy bất giác động một chút Thu Nhi ngồi quỳ chân trên mặt đất, cũng vẽn tai, ánh mắt len lén nhìn về phía trong phòng. Trong phòng an tĩnh mấy hơi. Lạc Thanh Chu Phương cung kính đáp. Không phải. Nam cung Mỹ kêu hiếp hiếp con ngươi, ngừng tạm, đột nhiên lại hỏi. Nếu như tay và chân nhị tiểu thư nhà ngươi đồng loạt đưa tới trước mặt ngươi để ngươi sờ, ngươi muốn sờ nhất là cái gì? Bên trên khuôn mặt trắng noãn của tần nhị tiểu thư lập tức nhiễm lên hai vết đỏ ửng. Lạc Thanh Chu cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói. Quận chúa, chuyện này giống như không phải là thứ mà ngươi nên hỏi. Nam cung Mỹ kêu sầm mặt lại, cái cầm khẽ nhất, một bộ cao cao tại thượng nói. Bản quận chúa hiện tại hỏi, lại như thế nào? Lạc thanh chu cúi đầu, không có lại nói tiếp. Hứ! Nam cung Mỹ kêu cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Không dám trả lời, đó chính là chấp nhận, quả nhiên đều là một đám biến thái. Nói xong, nện bước đôi chân dài gợi cảm được bao vây bởi tất chân màu tím nhanh chóng rời đi. Thu Nhi đứng dậy, nhìn trong phòng một chút, khép cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu nâng người, ngẩng đầu lên, mở miệng giải thích. Nhị tiểu thư, ta không phải biến thái. Lời mới vừa ra nói miệng, đột nhiên lại cảm giác giải thích có chút dư thừa. Trong mắt tần nhị tiểu thư mang theo ý cười, bên trên khuôn mặt trắng noãn vẫn như cũ lưu lại hai vết đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, cắn cắn môi phấn, nói khẽ. Tỷ phu, vậy ngươi? Đến cùng là muốn sờ tay vi mặt, hay là chân? Lạc Thanh Chu. Nhị tiểu thư, không có chuyện ta đi về trước đi học. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Tần nhị tiểu thư đột nhiên hô. Sở phi dương. Lạc Thanh Chu dừng chân, quay đầu nhìn nàng. Tần nhị tiểu thư vẫn vẫn miệng, ánh mắt sâu kín nhìn hắn nói. Tỷ phu, ngươi làm gì lại trêu chọc Mỹ kiêu tỷ? chẳng lẽ những người này còn chưa đủ à mặt mũi lạc thanh chu tràn đầy nghi hoặc nhị tiểu thư ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu tần nhị tiểu thư khe khẽ hừ một tiếng sở phi dương hiện tại ngươi có thể nghe hiểu chưa lạc thanh chu không có lại nói tiếp cũng không tiếp tục giải thích tần nhị tiểu thư nhíu mày nói từ mỹ kêu tỷ lần thứ hai nói với ta biến thái gọi sở phi dương kia lòng mang ý đồ xấu đối với nàng muốn cướp tiền cướp sắc nàng một mực vụng trộn theo dõi nàng ta đã hoài nghi tỷ phu ngươi mỗi ngày ra ngoài vì mặt thật ra đều biết mỗi đêm mỹ kiêu tỷ đều sẽ về trước sau đó tỷ phu mới đi theo trở về mà có đôi khi trên người trên tóc mỹ kiêu tỷ đều có mùi vị của tỷ phu còn có hôm nay tỷ phu rất sợ hãi không phải sao lạc thanh chu trầm mặt một lát hắn mới lên tiếng nói nhị tiểu thư cho nên ngươi mới nói như vậy khuyên nàng đều quên người và chuyện ở nơi này đúng không ánh mắt tần vi mặt ôn nhu nhìn hắn mặc kệ tỷ phu ở bên ngoài làm cái gì mặc kệ tỷ phu đắc tội người hay là trêu chọc nữ tử nào hoặc khi dễ nữ tử nào vi mặc đều sẽ giúp tỷ phu trong lòng lạc thanh chu lập tức nhu tình như nước ai ngờ tần nhị tiểu thư đột nhiên lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói thế nhưng tỷ phu lần này vi mặt ăn giấm tỷ phu nhìn mà xử lý nhị tiểu thư gọi ta vi mặt vi mặt nói cho vi mặt ngươi thích tay vi mặt hay là chân đều không thể nói đều thích chỉ có thể chọn một kia tay đi hừ nói dối vừa rồi lúc nói chuyện con mắt rõ ràng đang trộn xem chân người ta một lần nữa nói kia chân đi hừ mỹ kiêu tỷ nói quả nhiên không sai tỷ phu quả nhiên là đồ biến thái tỷ phu vi mặt buồn ngủ đang lúc lạc thanh chu bị thiếu nữ làm không biết nói gì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thu nhi đập cửa và giọng nói vội vàng cô gia tiểu thư nhanh phu nhân đã tới tần nhị tiểu thư cũng vội nói tỷ phu nhanh đi trên giường lạc thanh chu biến sắc vô ý thức chuẩn bị chạy tới trên giường ở trong phòng nhưng hắn đột nhiên kịp phản ứng hắn và tần nhị tiểu thư hiện tại đang ở trước bàn nói chuyện giống như cũng không có làm chuyện gì vượt trào mà hiện tại là ban ngày tại sao hắn phải tránh tỷ phu nhanh lên giường tần nhị tiểu thư bắt đầu đẩy hắn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng miệng thúc giục lạc thanh chu không để ý tới nàng tới gần bàn cầm lấy cục mực trên bàn tiếp tục cúi đầu mài mực một mặt bình tĩnh một lần hai lần quá tam ba bận ăn một hố không ngoan nhìn xa trông rộng nào có mỗi lần đều bị lừa hắn lại không phải người ngu tần nhị tiểu thư có chút nhếch miệng hai con ngươi sâu kín nhìn hắn ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc và giọng nói cung kính của thu nhi phu nhân âm thanh tống như nguyệt đầy uy nghiêm vang lên ở bên ngoài Vi mặt đã ngủ chưa trong phòng còn có những người khác không Thu Nhi một bên ngồi sổng trên mặt đất giúp nàng cởi giày, một bên cung kính đáp. Tiểu thư đã ngủ rồi, trong phòng không có người khác. Trong thư phòng. Lạc Thanh Chu. Tần nhị tiểu thư. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Phía trước cửa sổ, bên cạnh án đài. Tần nhị tiểu thư một bộ váy áo trắng thuần đang ngồi ở trước bàn, an tĩnh cầm bút viết chữ. Lạc Thanh Chu đứng ở bên cạnh, cầm trong tay cục mực, đang cúi đầu nghiêm túc mài mực bầu không khí hài hòa thanh bạch cửa ra vào thu nhi tống như nguyệt sửng sốt một chút quay đầu hung hăng trừng nàng một cái đi vào trong phòng lạnh mặt nói vi mặt thu nhi không phải nói ngươi đã ngủ rồi sao không phải nói trong phòng không có những người khác à tần vi mặt ngẩng đầu nói khẽ mẫu thân người lúc này đến là có chuyện gì sao tống như nguyệt đi đến trước bàn Lường người nào đó một chút lại nhìn về phía nàng nói mẫu thân đang hỏi ngươi đây tần vi mặt nhìn nàng nói mẫu thân là tỷ phu bảo thu nhi nói như vậy người nên chất vấn tỷ phu tống như nguyệt vi mặt ngươi giúp mỹ kiêu vẽ xong chưa trên mặt nàng lộ ra nụ cười hiền lành xích lại gần bàn ánh mắt nhìn về phía giấy tuyên trên bàn tần vi mặt nín cười nói mỹ kiêu tỷ nói từ bỏ mẫu thân hẳn còn có chuyện khác. Tống Như Nguyệt dần dần thu lại nụ cười trên mặt, dừng một chút, lại lạnh mặt nói. Phụ thân ngươi bảo ta tới hỏi ngươi một câu, khi nào thì di chuyển phần mộ mẫu thân của tỷ phu ngươi, hắn chuẩn bị cẩn thận một chút. Tần Vi mặt trầm mặt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu mài mực bên cạnh, ôm nhu nói. Tỷ phu, ngày mai, có thể chứ? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên nói. Nhị tiểu thư quyết định là được tần vi mặt giật mình thần sắc trong mắt càng thêm ôn nhu tỷ phu vậy sáng sớm ngày mai chúng ta đi ra thành giúp mẫu thân ngươi dời mộ phần dừng một chút nàng lại nói tỷ tỷ nơi đó vi mặt đêm nay đi nói với nàng một tiếng cứ nói không cần thần sắc lạc thanh chu bình tĩnh nhìn nàng nói nhị tiểu thư chính ta đến là được ngươi và đại tiểu thư đều không cần đi tỷ phu Tống Như Nguyệt đột nhiên chen lời. Vi mặt, nghe Thanh Chu, ngươi và Kim Gia đều không cần đi, có phụ thân ngươi và nhị ca bồi tiếp hắn là được. Đến lúc đó cần quỳ lạy dân hương, lấy tính tình Kim Gia, chắc chắn sẽ không. Nếu để cho nàng đi, đến lúc đó những người khác nhìn thấy, lại sẽ nói này nói kia ở sau lưng, về phần ngươi. Mẫu thân, vi mặt muốn đi. Ngữ khí tần nhị tiểu thư đầy kiên quyết. Vi mặt nhất định phải đi, tỷ tỷ không đi, vi mặt sẽ thay mặt tỷ tỷ đi nếu như vi mặt và tỷ tỷ đều không đi đến lúc đó bị những người khác nhìn thấy mới mất mặt tỷ phu sẽ bị người xem thường sẽ bị người chê cười tần gia chúng ta cũng sẽ bị người bàn tán tống như nguyệt nhíu mày chần chờ một chút nói vi mặt ngươi vẫn đi trước hỏi khiêm gia một chút đi ta sẽ đi nói cho phụ thân ngươi để hắn đều chuẩn bị người và đồ vật cần thiết sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tần nhị tiểu thư nghe vậy sửng sốt một chút chúng ta mẫu thân người ngày mai cũng muốn cùng đi sao tống như nguyệt không có trả lời nhàn nhạt lường người nào đó bên cạnh một chút quay người bước nhanh rời đi đi tới cửa thu nhi ngồi xuống mang giày cho nàng nàng đột nhiên hừ lạnh nói thu nhi ngươi cũng không nhỏ ta mấy ngày nữa sẽ nói với người nhà ngươi gã ngươi đi đi a à, thân thể thu nhi lập tức rung lên ngẩng đầu hoa dung thất sắc. Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói. Lưu nhị bán đậu hũ trên đường phía trước không tệ, cứ cả ngươi cho hắn đi, về sau tầng phủ chúng ta ăn đậu hũ, liền dựa vào ngươi. Thu Nhi. Phu nhân, nô tỳ, Nô tỳ. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Làm sao? Đã có người trong lòng, hay sớm đã bị người nào đó ăn trộm? Thu Nhi lập tức quỳ trên mặt đất, mặt đỏ tới mang tai mà cúi thấp đầu, trung giọng nói. Nô tỳ Nô tỳ không có. Hừ. Lần sau còn dám gạt ta, cẩn thận da của ngươi. Tống như nguyệt hừ lạnh một tiếng, sụ mặt, bước nhanh ra cửa. Mai Nhi và các nha hoàng đi ra từ dưới mái hiên, vây quanh nàng bước nhanh rời đi. Đợi đám người đi ra cửa lớn, Châu Nhi cầm phi đao vào phòng, nhìn Thu Nhi nước mắt trưng trưng vẫn như củ quỳ trên mặt đất nói. Xem đi Thu Nhi, Ta nói ngươi biểu hiện quá rõ ràng, ngay cả phu nhân đều đã nhìn ra. Đi, mau dậy đi, phu nhân hù dọa ngươi thôi, không thấy được hiện tại phu nhân nhìn thấy cô gia liền. Khụ khụ, không nói, ta tiếp tục đi luyện phi đao. Soạt. Phi đao đâm vào thân cây. Trong nội viện vang lên tiếng Châu Nhi cắn răng. Nam nhân phụ lòng, đi chết hết đi. Lúc này, trong thư phòng vang lên giọng nói của Lạc Thanh Chu. Nhị tiểu thư Ta muốn đi trưởng công chúa nơi đó một chuyến. Làm gì? Đi nhìn lén chân người ta sao? Không phải, có việc cầu nàng ta. Cung điện, trong thư phòng. Ánh nắng xuyên thấu qua sông cửa sổ, chiếu xuống bên trên thảm đỏ phía trước cửa sổ, tươi đẹp yêu kiều. Trong phòng rèm đỏ chập chờn, hương hoa bốn phía. Trước bàn, Nam Cung Hỏa Nguyệt khoác một bộ váy dài hỏa hồng, tóc dài nhu thuận xõa đến eo, có chút nhíu mày, đang an tĩnh xem 36 kế. Dưới làng váy màu đỏ, một đôi chân nhỏ tiêm tú mang vớ lưới, dưới ánh mặt trời sáng chói bên ngoài, tuyết trắng kiều nộn, ôm nhu động lòng người, cộng thêm trang trí màu đỏ trong toàn bộ căn phòng, tăng thêm một phần phong cảnh đặc biệt. Không bao lâu. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Nguyệt Vũ. Điện Hạ, Lạc Công Tử và Tần Nhị Tiểu Thư tới, muốn gặp không? Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy giật mình, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc suy nghĩ một chút nói để bọn hắn vào đi vâng điện hạ nguyệt vũ quay người rời đi trong khoảnh khắc lạc thanh chu cùng tần nhị tiểu thư được nguyệt vũ dẫn đầu đi tới cửa ra vào cúi đầu không người cung kính thăm viếng bái kiến trưởng công chúa hai người sống vai mà bái nam cung hỏa nguyệt xuyên thấu qua rèm châu nhìn thân ảnh hai người sống vai mà đứng dừng một chút đứng người lên Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói: "Tiên sinh, Tần Nhị tiểu thư, mau tiến vào." Nàng tự mình đi lên nên đón. Dưới váy đỏ, chân ngọc tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện bước đi, một đầu tóc dài mềm mại đen nhánh có chút dập dờn ở giữa cái eo nhỏ nhắn như nước chảy. Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư cởi giày, cúi đầu đẩy ra rèm châu vào phòng, lần nữa ngừng chân thăm viếng. Nam cung Hỏa Nguyệt dừng ở trước mặt hai người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tiên sinh và tần nhị tiểu thư hôm nay không mời mà tới hẳn không phải vì chuyện ba nước cố sự đó chứ hai người cúi đầu nhìn thảm đỏ trên đất ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy chân ngọc tuyết trắng phía trước váy đỏ tần nhị tiểu thư thấy thế thì len lén nhìn người nào đó bên cạnh một chút lạc thanh chu nhìn thảm đỏ trên mặt đất nhìn không chớp mắt cung kính nói điện hà hôm nay đến đây quấy rầy đích thật là có chuyện khác nam cung hỏa nguyệt cười nhạt một tiếng có chút cúi đầu, chấp đệ tử chi lễ, đưa tay nói. Tiên sinh, mời. Lạc Thanh Chu cúi đầu chấp tay, đi đến án đài. Nam Cung Hỏa Nguyệt đi ở phía sau hắn, đi đến trước bàn ngồi xuống, bưng lên ấm trà trên bàn. Sớm có nhà hoàng lấy ra chén trà. Nam Cung Hỏa Nguyệt tự dân trà châm nước cho hắn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào hắn, quan sát tỉ mỉ, tần nhị tiểu thư không người đứng ở bên cạnh không lọc nổi vào mắt. Lạc Thanh Chu không người ngồi quỳ, chắp tay nói. Điện Hạ, tại Hạ có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Điện Hạ có thể giúp một tay. Nam Cung Hỏa Nguyệt để bình trà xuống, mỉm cười nói. Tiên sinh có chuyện gì, cứ việc giảng. Lạc Thanh Chu cung kính nói. Một cặp mẫu nữ trong thành quốc phủ từng có ân đối với tại Hạ và mẫu thân tại Hạ, lần này xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ liên lụy đến các nàng. Cho nên tại Hạ muốn mời Điện Hạ hỗ trợ, nhìn phải chăng có thể cứu ra mẫu nữ các nàng hay không nam cung hỏa nguyệt nâng lên chung trà nhấp một miếng cũng không có trả lời ngay lạc thanh chu lại nói điện hạ tại hạ nhất định sẽ viết xong và ba nước cố sự ngoại trừ ba nước cố sự cùng tam thập lục kế ra tại hạ nơi này còn có một bộ binh thư tên là thái công lục thao ngừng tạm lại nói điện hạ nếu như cảm thấy còn chưa đủ tại hạ nơi này còn có một bộ binh thư tên là Tư Mã Binh Pháp. Nước trà trong tay Nam Cung Hỏa Nguyệt có chút nhộn nhạo. Cương mặt nàng vẫn đầy bình tĩnh, từ từ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tiên sinh, tội mưu phản cũng không phải tội phổ thông. Mà thân phận bản cung mẫn cảm, không nên nhúng tay việc này. Trong triều đình rất nhiều người đều nhìn chầm chầm bản cung. Lạc Thanh Chu trầm mặt một lát, nói. Điện hạ, ngài có thể cho ra một điều kiện. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, mềm mại nói. Bản cung xem tiên sinh là tri kỷ, là lão sư, ba nước cố sự cùng tam thập lục kế của tiên sinh đều để bản cung đạt được ít lợi không nhỏ. Bản cung làm việc vì tiên sinh, hẳn là nên, chỗ nào sẽ còn nhắc tới điều kiện gì. Thật sự là chuyện này liên quan trọng đại, bản cung không tiện nhúng tay, không phải là tiên sinh cho không đủ. Lạc Thanh Chu lại trầm mặt trong chốc lát, quay người chắp tay nói. Nếu như thế, là tại hạ mạo muội. Điện hạ, vậy chúng ta cáo từ. Nam cung Hỏa Nguyệt dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối bên cạnh nói. "Tần Nhị tiểu thư, ngươi trước tiên có thể đi ra ngoài một chút không?" Ánh mắt Tần Vi mặt giật giật, cúi đầu không người. "Vâng, điện hạ." Nàng nhìn người nào đó một chút, lui ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại một lát. Nam cung Hỏa Nguyệt mới lên tiếng nói tiên sinh mời ngồi lạc thanh chu lập tức lại ngồi quỳ chân xuống nam cung hỏa nguyệt bưng lên ấm trà nói tiên sinh mời uống trà lạc thanh chu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch nam cung hỏa nguyệt lại giúp hắn rót đầy nước trà để bình trà xuống đột nhiên hỏi tiên sinh đêm nay có thời gian không lạc thanh chu cúi đầu hai con ngươi hít một chút nói điện hạ muốn nghe ba nước cố sự hay nghe binh thư khác trên mặt nam cung hỏa nguyệt mang nụ cười thản nhiên đôi mắt đẹp nhìn hắn nói đều có thể chỉ cần tiên sinh bồi bản cung một đêm là được rồi sáng mai tiên sinh rời đi bản cung sẽ viết xuống tấu chương cầu tình cho hai mẫu nữ kia còn có thành công hay không bản cung không cách nào cam đoan trong phòng lâm vào yên tĩnh nam cung hỏa nguyệt nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó cầm lấy binh thư trên bàn tiếp tục xem an tĩnh chờ đợi. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Điện hạ, chỉ là giảng binh thư trò chuyện chiến dịch, tại hạ có thể đáp ứng." Nam cung Hỏa Nguyệt thả xuống binh thư trong tay, nhìn hắn nói: "Đương nhiên không chỉ là những thứ này." Sắc mặt Lạc Thanh Chu biến hóa. Nam cung Hỏa Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nhìn hắn nói: "Suýt nữa quên mất, bản thân tiên sinh bây giờ không tự do. Người ở rễ, nếu như phải qua đêm ở bên ngoài, khẳng định phải được nương tử nhà mình và nhạc phụ nhạc mẫu đồng ý tiên sinh ngươi trước tiên có thể trở về trưng cầu ý kiến của bọn hắn bản cung ở chỗ này chờ ngươi là được dù sao thời gian còn sớm nàng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ lại nói cách trời tối còn có chút thời điểm lạc thanh chu cao mày lại trầm mặc một hồi quay người cáo từ rời đi nam cung hỏa nguyệt cười nhạt một tiếng cầm lấy binh thư trên bàn tiếp tục nghiêm túc nhìn Trèm châu vang động lạc thanh chu đi ra cửa đứng ở trước cửa vào mang giày đỡ tần nhị tiểu thư rời đi nam cung hỏa nguyệt xuyên thấu qua rèm châu lắc lư nhìn bóng lưng hai người rời đi hai con ngươi nhắm lại miệng lẩm bẩm sư tỷ đây chính là phu quân ngươi tới cầu ta trước sau một lúc lâu trong mắt nàng lấp lóe tinh quang ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt ve binh thư trong tay ánh mắt phức tạp mà nói thái công lục thao tư mã binh pháp xem ra bản cung nhất định phải đoạt hắn tới tay lạc thanh chu mang theo tần nhị tiểu thư ra khỏi cung điện lên xe ngựa hai người một đường không nói chuyện đều trầm mặc im lặng thẳng đến khi xe ngựa đi ra đường lớn tần nhị tiểu thư mới ở trong xe nhẹ giọng mở miệng tỷ phu trưởng công chúa đơn độc nói gì với ngươi thuận tiện nói cho ta biết không lạc thanh chu ngồi ở bên cạnh nàng trầm mặc một chút nói để cho ta theo nàng một đêm thị tẩm. Tần nhị tiểu thư giật mình, nói. Tỷ phu đang nói đồ vi mặt sao? Lạc thanh chu không nói gì thêm. Tần vi mặt nhìn thần sắc trên mặt hắn, lông mày tinh tế lập tức nhíu lên, thần sắc trên mặt cũng trở nên ngưng trọng, nghi ngờ nói. Trưởng công chúa hẳn không phải dạng người này, mà nàng đối với tỷ phu, vẫn luôn rất lễ phép và tôn kính, trước kia cũng nói muốn lưu lại tỷ phu, nhưng chỉ muốn theo tỷ phu thảo luận binh pháp hôm nay sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy? Vi mặt không thể hiểu được. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói. Ta cũng không cách nào lý giải. Ở trong ấn tượng của ta, trưởng công chúa ngoại trừ cảm thấy hứng thú với đánh trận, với quốc gia đại sự ra, căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bất kỳ người nào. Không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, thực sự có chút kỳ quái. Hai người cao mày, lần nữa rơi vào trầm mặt. Sau một lúc lâu, tần nhị tiểu thư đột nhiên nhìn hắn nói. Tỷ phu, ngươi nghĩ thế nào? Lạc thanh chu đối mặt với hai mắt của nàng, dừng một chút, một mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên là từ chối thẳng thắn Ta là nam nhân tần gia, sao có thể để nàng làm bẩn? Tần nhị tiểu thư phốc phốc, cười một tiếng, đôi mắt sáng nhìn chầm chầm hắn nói. Thế tỷ phu từ chối tại chỗ sao? Ta. Ta chuẩn bị từ chối chủ yếu đối phương là trưởng công chúa ta không thể quá trực tiếp cho nên uyển chuyển một chút nói đi cũng phải nói lại thương lượng cùng người trong nhà một chút người trong nhà đương nhiên sẽ không đồng ý cho nên nàng hẳn cũng biết ta đã từ chối tỷ phu ai nói với ngươi người trong nhà sẽ không đồng ý tần nhị tiểu thư đột nhiên hỏi lại lạc thanh chu xe ngựa rất nhanh tới cửa lớn tần phủ âm thanh nguyệt vũ vang lên ở bên ngoài Lạc công tử, tần nhị tiểu thư, đã đến. Tần nhị tiểu thư ở trong xe đứng người lên, lúc được hắn đỡ, ôm nhu mà nói. Tỷ phu, dù sao vi mặt đồng ý, đối với trong sạch của tỷ phu, vi mặt cảm thấy là tính mạng hai mẹ con tiểu lâu quan trọng hơn. Bất quá. Ý kiến của vi mặt, không thể chắc chắn. Tỷ phu, sau khi về phủ, vi mặt sẽ đi tìm phụ thân và mẫu thân, tỷ phu đi tìm tỷ tỷ các nàng. Chúng ta không được nói rõ, chỉ nói trưởng công chúa ngưỡng mộ tài hoa của tỷ phu, qua hết năm muốn đi, cho nên đêm nay muốn lưu tỷ phu ở nơi đó kề đầu gối nói chuyện lâu. Vi mặt sẽ để cho phụ thân và mẫu thân đồng ý, về phần tỷ tỷ nơi đó, hẳn là cũng không có vấn đề. Bất quá tỷ phu, ngươi cần được Bách Linh và Hạ Thiền đồng ý, dù sao các nàng rất giữ gìn tỷ tỷ, rất để ý thái độ tỷ phu đối đãi với tỷ tỷ. Càng quan trọng hơn là, hai người bọn họ đều không tốt trêu vào, bất kỳ một người nào, Chúng ta đều không thể trêu vào Lạc Thanh Chu Tỷ phu phải nghĩ kỹ lại Nếu không kiếm của Hạ Thiền Bách Linh Miệng cũng không ăn chay đâu Tần nhị tiểu thư nhẹ nói Trong mắt tự hồ lộ ra một ý cười Trên nỗi đau của người khác Thần sắc hoạt bác rất muốn nhìn náo nhiệt Trong lòng Lạc Thanh Chu đầy nặng nề Tần nhị tiểu thư lại thấp giọng Nói một câu Tỷ phu trước đừng mừng thầm Trưởng công chúa hẳn chỉ là thăm dò Lạc Thanh Chu. Hai người xuống xe ngựa, đi lên bậc thang, cáo từ Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ cưỡi bên trên bạch mã, quay đầu ngựa lại, ánh mắt cười như không cười nhìn bọn họ nói. "Lạc công tử, ban đêm giờ hợi trong cung, đúng giờ đóng cửa." Nói xong, mang theo xe ngựa rời đi. Đợi nhân mã rời đi, Lạc Thanh Chu đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đứng dưới đại thụ cách đó không xa. Một bộ váy dài xanh nhạt, thân thể tinh tế đơn bạc, trong tay cầm kiếm, lẻ loi trơ trọi một mình đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu ngẩn người. Trước đó hắn và Tần Nhị tiểu thư rời phủ, cũng không có gọi nàng đi theo. Dù sao hiện tại tương đối an toàn, lại có hộ vệ của trưởng công chúa. Thu Nhi ở một bên thấp giọng nói. Cô gia, lúc chúng ta mới đi ra từ trưởng công chúa nơi đó, nô tỳ phát hiện Hạ Thiền đã theo ở phía sau, đoán chừng lúc chúng ta đi ra, nàng đã đi theo. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn thân ảnh đơn bạc nhỏ yếu kia. Tần nhị tiểu thư trầm mặt một chút, nói khẽ. Tỷ phu, đi trước hỏi nàng một chút, cùng với nàng. Tỷ phu có thể nói lời nói thật. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng hỏi lại. Nhị tiểu thư xác định. Tần nhị tiểu thư gật đầu nói. Từng. Lạc Thanh Chu do dự một chút, xuống bậc thang, đi tới. Hạ thiền, cô gia muốn nói chuyện với ngươi có người ngấp nghé thân thể cô gia cô gia lúc đầu muốn thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng vì báo ân cô gia không thể không nhịn nhục chuẩn bị rưng rưng đáp ứng đêm nay cô gia muốn a à. lạc thanh chu quay người trở về che mắt đi lên bậc thang nhị tiểu thư ta cảm thấy ngươi là cố ý tỷ phu thật thông minh tần nhị tiểu thư che miệng cười một tiếng quay người trốn vào trong phủ lại quay đầu mỉm cười nói vì mặt đi tìm phụ thân và mẫu thân, tỷ phu, ngươi lại đi hỏi Bách Linh một chút đi. Ngươi thấy tỷ phu là đồ đần sao? Lạc thanh chu che mắt, chỉ còn có một con mắt trừng nàng. Giống. Tần nhị tiểu thư, phốc phốc, cười một tiếng, nhẹ gật đầu, mắt ngọc mày ngài, hoặc bác đáng yêu, trốn vào nội viện. Lạc thanh chu vút mắt đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo hàng ý. Quay đầu nhìn lại, Hạ Thiền đã giống như U Linh lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng hắn. Chạng Vạn tối, Tà Dương Chạng Vạn. Trong đình viện Linh Thiền Nguyệt Cung, Tần Kim Gia một bộ váy áo tuyết trắng đang ngồi ở trước bàn đá, an tĩnh xem sách. Dung nhan tuyệt mỹ không nhiễm trần thế được tráng chiều chiếu rọi, xinh đẹp như tranh vẽ. Bách Linh một bộ váy phấn, đang đứng dưới cây hoa đào, đưa ngón tay ngọc nhỏ dài nhằm chán đâm đâm hoa cánh màu hồng vừa nở rộ trên đỉnh đầu, miệng nhỏ giọng thầm thì. Vậy mà còn phấn nộn hơn ta, đâm ngươi. Không bao lâu. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên tại cửa ra vào. Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền sau lưng cúi đầu, tiến vào tiểu viện. Bách Linh hái được một nhánh hoa đào, dán bông hoa phấn nộn trên gương mặt, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền ngọt ngào, giòn tiếng nói. Cô gia, ngươi nói là ta đẹp mắt hay là hoa đào này đẹp? Khi Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng lập tức sững sờ, lập tức phốc phốc một tiếng. Thì ra là cô da đẹp mắt nhất, ha 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 ha. Nha đầu đứng dưới cây hoa đào cười ha ha, cười đến gặp người, nhánh hoa run rẩy. Lạc Thanh Chu không để ý tới nàng, đi đến trước bàn đá, chắp tay nói với đạo thân ảnh tuyết trắng không tì vết. Đại tiểu thư, có chuyện, ta muốn nói với ngươi một tiếng. Hạ thiền một bộ váy áo xanh nhạt ôm kiếm, đứng dưới mái hiên cách đó không xa, hai con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, tần kim gia ngẩng đầu lên dung nhan thanh lãnh hai con ngươi thâm thúy đẹp làm cho người ngạt thở lạc thanh chu giật mình không có lại do dự cúi đầu nói đại tiểu thư ta chiều nay có cùng nhị tiểu thư đi đến trưởng công chúa nơi đó một chuyến thành quốc phủ tối hôm qua xảy ra chuyện có thể sẽ chém đầu cả nhà thế nhưng nhị phu nhân và nữ nhi tiểu lâu của nàng trong thành quốc phủ có ân đối với ta và mẫu thân của ta cho nên ta hôm nay đi cầu trưởng công chúa hỗ trợ Hy vọng nàng có thể cứu mẫu nữ kia. Sau đó, Bách Linh tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức dừng cười, đi tới, cảnh giác nói: "Cô gia, sau đó thì sao? Trưởng công chúa để ngươi làm cái gì?" Lạc Thanh Chu trầm mặt một chút, cúi đầu nói: "Trưởng công chúa bảo ta đêm nay lưu ở nơi đó của nàng đã, theo nàng." Kề đầu gối nói chuyện lâu. Trong đình viện yên lặng lại. Gió nhẹ lướt qua, mang đến mùi thơm của hoa đào, cũng mang đến mùi không giống bình thường. Bách Linh nheo lại con ngươi nói. Cái gì gọi là kề đầu gối nói chuyện lâu? Là ôm cùng một chỗ, đầu gối sát bên đầu gối, hay là lúc lên lúc xuống, đầu gối đè ép đầu gối? Cô gia, nói rõ một chút. Lạc Thanh Chu không có để ý nàng, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Tần Kim Gia trầm mặt một lát, nhìn hắn nói. Ngươi đang trưng cầu đồng ý của ta. Lạc Thanh Chu gật đầu nói. Đúng. Tần Kim Gia vẫn như của một mặt bình thản. Vi mặt nói thế nào? Lạc Thanh Chu nói. Nhị tiểu thư nói trưởng công chúa hẳn là đang thăm dò ta, để cho ta đi, nhị tiểu thư còn nói, tính mạng hai người quan trọng hơn trong sạch của một người. Không được. Bách Linh lập tức phản đối. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng. Bách Linh đối mặt với ánh mắt của hắn, lập tức chột dạ, vội vàng quay đầu nhìn về phía dưới mái hiên nói thiền thiền cô gia gia mặt dày không biết xấu hổ muốn chủ động đi để những nữ nhân khác đùa bỡn ngươi đáp ứng sao hạ thiền ở dưới mái hiên ôm kiếm gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không nói một lời dù sao ta ta đại biểu tiểu thư không đáp ứng bách linh tức giận nói lạc thanh chu không có lại nói tiếp yên lặng chờ đợi sau một lúc lâu tần đại tiểu thư trước mặt khẽ gật đầu thần sắc thản nhiên nói đi thôi nghe vi mặt đa tạ đại tiểu thư trong lòng lạc thanh chu âm thầm thở dài một hơi đang lúc muốn lui ra hắn nhìn thiếu nữ phấn nộn đang tức giận sau lưng tần đại tiểu thư một chút nói khẽ bách linh ngươi ra đây một chút cô gia có lời muốn nói với ngươi hừ mới không muốn bách linh uốn éo thân thể vĩnh miệng nhỏ tức giận đi vào phòng. Nhánh hoa đào trên tay nàng chẳng biết lúc nào đã bị ném xuống đất, cánh hoa phấn nộn cũng bị xé rách vài mảnh, theo gió tung bay trên mặt đất. Lạc Thanh Chu không có lại đợi thêm, cáo từ thối lui. Trở lại tiểu viện của mình, tiểu điệp vẫn chưa về. Hắn ở trong tiểu viện cẩn thận suy tư một hồi, sau đó đi vào phòng, ngồi ở trước bàn, mở ra giấy tuyên, mài mực nâng bút. Linh Thiền Nguyệt Cung. Lạc Thanh Chu vừa rời đi không lâu, bách linh đi ra từ trong nhà đi đến bên cạnh thiếu nữ vẫn như cũ đứng ngốc ngẩn người ở dưới mái hiên nhìn nàng nói thiền thiền cô gia là vì cứu người ngươi đừng khổ sở hạ thiền quay đầu nhìn thoáng qua vành mắt hồng hồng của nàng không nói gì bách linh hít mũi một cái nói người ta là khổ sở vì ngươi suy nghĩ cô gia đêm nay sẽ bị những nữ nhân khác đè lên giường bày thành các loại tư thế khuất nhục đùa bỡn nói không chừng còn sẽ giống như ở trên sách vẽ, buộc chặt, nhỏ nến, bôi mở cái gì đó, thiền thiền, ngươi thật không có chút khổ sở nào sao. Hạ thiền đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặt một hồi, nhìn về phía nàng, rốt cục mở miệng. Cái gì, sách? Bách Linh. Trời chiều rất nhanh xuống núi. Màn đêm sắp phủ xuống, Lạc Thanh Chu cầm thư quyển, ra cửa, đi mai hương uyển. Tần nhị tiểu thư đã trở về, đang đứng dưới cây hoa đào trong đình viện, ngẩng lên gương mặt hơi tái nhợt, nhìn hoa đào trên đỉnh đầu, vẻ mặt hốt hoảng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lạc Thanh chu tiến vào đình viện, thấy cảnh này, thả nhẹ bước chân. Châu Nhi đứng dưới mái hiên lạnh lùng nhìn hắn, phi đao trong tay nhanh chóng lật qua lật lại giữa năm ngón tay, dưới ánh trăng đang chiếu xuống bộc lộ ra hàng quan lạnh người. Thu Nhi cầm trong tay bình hoa, nhìn thấy hắn đến, vẫn như củ mặt mũi tràn đầy nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng chào hỏi. Cô gia. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, đi đến dưới cây hoa đào. Thiếu nữ dưới cây lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra ý cười ôn nhu. "Tỷ phu, phụ thân và mẫu thân đều đồng ý." Lạc Thanh Chu hỏi, "Nhị tiểu thư nói như thế nào?" Tần Vi mặt mỉm cười, không có trả lời. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói, "Nhị tiểu thư căn bản cũng không có nói cho bọn họ. Chuyện này cũng khó mà nói. Tần vi mặt ôm nhu nói. Tỷ phu, thời điểm còn sớm, ngươi có thể bồi vi mặt đi dạo chơi một lúc không? Lạc thanh chu nghe vậy giật mình. Dạo phố. Tần vi mặt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn đêm đang lặng yên bao phủ cùng vần trăng sáng trong bầu trời kia, nói. Tỷ phu, vi mặt còn không có đi dạo phố với ngươi đây. Lạc thanh chu nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta đi gọi hạ thiền, nếu không, lại mang thêm hai tên hộ vệ. Tần vi mặt khẽ lắc đầu, nhìn hắn nói. Có tỷ phu là đủ rồi. Vi mặt tin tưởng, tỷ phu nhất định sẽ bảo vệ tốt vi mặt. Lạc thanh chu chần chờ một chút, gật đầu nói. Được. Tống gia đã hủy diệt, người tứ đại gia tộc đều bị giam giữ. Bởi vì quan hệ giữa trưởng công chúa cùng Nam quốc quận vương, nội thành có rất nhiều binh sĩ và thủ vệ, sẽ không có vấn đề gì. Hai người đi ra tiểu viện. Thu Nhi cùng Châu Nhi theo sau lưng cách đó không xa. Lúc đi tới cửa, Chu quản gia ngăn cản bọn hắn, cung kính nói. Nhị tiểu thư, cô gia, trời đã tối. Lúc này đi ra ngoài, nô tài nên đi thông báo một tiếng cho lão gia và phu nhân, hơn nữa còn phái mấy tên hộ vệ, bằng không, nô tài cũng không dám cho đi. Tần vi mặt cười nói. Chu quản gia, hạ thiền đi theo, những hộ vệ kia còn lợi hại hơn hạ thiền sao? chu quản gia sửng sốt một chút nhìn về phía đằng sau chỉ có thấy được châu nhi cùng thu nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tần vi mặt nói ngươi không nhìn thấy nàng tựa như ngươi thấy không rõ kiếm của nàng chu quản gia lại do dự một chút không người thối lui lạc thanh chu cùng tần nhị tiểu thư ra cửa lúc đi xuống bậc thang thu nhi vội vàng đi lên đỡ tiểu thư nhà mình tần nhị tiểu thư quay đầu sâu kính nói tỷ phu làm gì không dìu ta lạc thanh chu có chút xấu hổ chỉ chỉ trong viện phía sau tần vi mặt giật mình quay đầu nhìn lại trong đình viện sau cánh cửa phụ nhân trẻ tuổi hất lên áo lông chồn tuyết trắng đang đứng ở nơi đó lạnh mặt nhìn bọn hắn tần vi mặt cứng một chút dừng bước tống như nguyệt đối mặt với ánh mắt của nàng cũng không nói chuyện quay người rời đi lạc thanh chu nhìn bóng lưng nàng biến mất trong đình viện nghi ngờ nói nhị tiểu thư nhìn nhạc mẫu đại nhân không đúng lắm tần vi mặt mỉm cười không sao đâu mẫu thân sẽ không nói gì hai người đi xuống bậc thang đi đến mặt đường về trước lúc này mới vừa vào đêm trên đường phố vẫn như cũ rất náo nhiệt người bán hàng rong gào to người đi đường qua lại lạc thanh chu tới gần nàng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía hai người vừa đi vào đường phố náo nhiệt tần nhị tiểu thư đột nhiên nhìn hẻm nhỏ trước mặt nói Tỷ phu, ngươi nhìn. Lạc thanh chu thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Cửa ngõ hẻm nhỏ cách đó không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc đã đứng ở nơi đó. Một bộ váy tím, cao gầy yểu điệu, hai đôi chân dài thẳng tắp đứng thẳng, eo thon tinh tế, mông ngạo nghệ ưỡng lên, trước ngực cao ngất, mái tóc đen nhánh rủ xuống bên hông, roi da luôn luôn quấn quanh ở bên trên cái eo nhỏ nhắn lại không biết đi nơi nào. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích dưới ánh đèn chập chờn thấy không rõ biểu lộ bên trên gương mặt kiều diễm tỷ phu đi thôi không nên quấy rầy nàng tần nhị tiểu thư thu hồi ánh mắt nói khẽ lạc thanh chu cùng nàng sóng vai mà đi xuyên qua trong đám người không dám lên tiếng tần nhị tiểu thư chung quy không có tùy tiện buông tha hắn quay đầu thấp giọng chất vấn tỷ phu ngươi đến cùng đã làm gì mỹ kiêu tỷ là hôn hay là sờ soạn hoặc là lạc thanh chu vội vàng nói không có hôn cũng không có sờ chỉ là vung vôi sau đó lại dùng quyền hung hăng nện vào đầu làm nàng ngất đi tần nhị tiểu thư lại hỏi nện ngất rồi làm gì ngươi đã làm cái gì đối với nàng lạc thanh chu nói cũng không có làm gì ta trực tiếp liền rời đi tần nhị tiểu thư gạt người lạc thanh chu đối mặt cùng ánh mắt nàng không có gạt người. Tần nhị tiểu thư nói. Thế tỷ phu thề. Lạc Thanh Chu không chút do dự nhất tay nói. Nếu như có hoang ngôn, trời giáng. Tỷ phu. Tần nhị tiểu thư ngắt lời hắn. Nhà hoàng hầu hạ mỹ kiêu tỷ trong khoảng thời gian này thiêu hủy rất nhiều áo lót, ngoại trừ có vôi, còn có mấy món bị xé nát. Hiển nhiên cũng không phải do mỹ kiêu tỷ tự mình xé. Lạc Thanh Chu. Nhị tiểu thư có khả năng này hay không chính là nàng tự mình xé hay là người khác xé tỷ phu còn không thừa nhận ta không có thế nhưng mỹ kiêu tỷ đã nói cho ta biết nàng nói áo lót của nàng đều bị sở phi dương xé ngoại trừ áo lót còn có bít tất trên chân nàng nói sở phi dương đặc biệt thích xé bít tất nàng còn sờ chân của nàng nhị tiểu thư nàng vu khống ta ta thề ta chỉ xé đồ lót của nàng tuyệt không có động bít tất của nàng vừa dứt lời hắn đột nhiên thấy được khóe miệng thiếu nữ bên cạnh lộ ra nụ cười đắc ý lạc thanh chu tỷ phu ngươi rốt cục thừa nhận lạc thanh chu ngậm miệng lại cũng không dám lại nói chuyện thiếu nữ phốc phốc cười một tiếng duỗi ra tay nhỏ chui vào trong tay áo rộng rãi của hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn hoặc bắt cười nói tỷ phu đừng sợ vì mặt mặc dù có thể tùy tiện đùa ngươi nhưng tuyệt sẽ không thương tổn ngươi. Nói đến đây, nàng dừng bước, lại quay đầu nhìn hắn, hai con ngươi ba quan nhẹ nhàng, thấp giọng nói. Tỷ phu, nếu như đêm nay ngươi có thể trở về, đi vi mặt nơi đó. Vi mặt muốn đưa cho tỷ phu một món lễ vật, một lễ vật để tỷ phu mãi mãi cũng không thể quên được, có được hay không? Hai bên đường phố. Đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng trưng. Đôi mắt thiếu nữ sáng người, dưới ánh đèn nhu tình như nước, dịu dàng động lòng người lạc thanh chu giật mình gật đầu nói được hai người tiếp tục đi dạo phố khi trở về hai người lại nhìn đầu hẻm nhỏ kia một chút thân ảnh kia đã rời đi ở trước cửa lớn tầng phủ xe ngựa trang trí tinh mỹ đã chờ từ sớm ở nơi đó nguyệt vũ cưỡi bên trên bạch mã nhìn thấy hai người dạo phố trở về mỉm cười chắp tay nói lạc công tử nguyệt vũ đến chờ ngươi trả lời cửa ra vào tầng phủ thiếu nữ yếu đuối khoác một bộ váy áo trắng thuần được nha hoàng nâng đỡ yên lặng đứng trên bậc thang nhìn qua cửa ngõ nơi xa trống không ngẩn người bóng đêm càng đậm đèn đuốc rã rời xe ngựa sớm đã rời đi mà người trong xe ngựa từ lâu đã biến mất ở trong màn đêm phía xa cách nàng càng ngày càng xa gió đêm thổi tới mang theo một chút hơi lạnh nàng nhịn không được ho khan vài tiếng nhưng vẫn như củ quật cường đứng ở nơi đó không chịu rời đi sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập một kiện áo lông trùng tuyết trắng khoác ở trên người nàng chăm chú bao phủ thân thể nhu nhược kia của nàng ở bên trong một bàn tay ngọc ấm áp cầm thật chặt bàn tay đang lạnh buốt của nàng một giọng nói ôm nhu vang lên bên tai nàng không có chuyện gì vì mặt ngươi phải tin tưởng hắn lấy bản lĩnh của hắn ai cũng không có cách nào bức bách hắn thiếu nữ giật mình nói khẽ Mẫu thân, vi mặt chỉ đang nghĩ. Vi mặt có thể kiên trì đến, thời điểm tỷ phu cao trung sao? Có thể, nhất định có thể. Mỹ phụ trẻ tuổi chăm chú ôm nàng vào trong lòng, mắt đục đỏ ngầu, âm thanh phát trung. Tin tưởng mẫu thân, ngươi nhất định có thể. Vi mặt, mẫu thân nghĩ đến dáng vẻ ngươi mặt hỉ bào, nhất định rất đẹp, rất đẹp. Thiếu nữ thấp giọng thì thào. Vi mặt, cũng nghĩ. Trời tối người yên xe ngựa bắt đầu chạy trên đường phố trống trải không bao lâu đã dừng trước cửa cung điện nguyệt vũ tung người xuống ngựa đi đến trước xe ngựa xốc lên màn xe nói khẽ lạc công tử đã đến lạc thanh chu mặt một thân nho bào rộng rãi thần sắc bình tĩnh đi ra từ trong xe ngựa cầm trong tay một quyển giấy tuyên thật dày nguyệt vũ nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú kia duỗi ra tay ngọc thon dài nói lạc công tử ta dìu ngươi Lạc Thanh Chu nhảy xuống từ một bên khác. Nguyệt Vũ Hai người tiến vào cung điện. Dẫm bên trên thảm đỏ mềm mại, Nguyệt Vũ quay đầu nhìn hắn, nhìn không được hỏi. Công tử không có chút sợ hãi nào. Lạc Thanh Chu một mặt kỳ quái. Tại sao ta phải sợ? Nguyệt Vũ lấp lóe ánh mắt, nói. Chờ một lúc tiến vào, có khả năng không thể đi ra ngoài nữa, công tử không sợ sẽ như thế sao? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng. Điện hạ sẽ giết ta Nguyệt Vũ nói Đương nhiên sẽ không Lạc Thanh Chu cười nhạt một tiếng Đó, Điện hạ sẽ không giết ta Vậy ta còn có cái gì để sợ hãi đây Lấy thân phận Điện hạ Chắc chắn khinh thường làm ra một vài chuyện Mà ta không muốn, không phải sao Nguyệt Vũ giật giật bờ môi Không nói gì thêm Cùng lúc đó Trong thư phòng, màn cửa che lấp Hương khí lượng lờ Nam Cung Hỏa Nguyệt một bộ váy áo hỏa hồng đang ngồi ở trước bàn, cầm bút lông sói trong tay, đang nghiêm túc luyện chữ. Bên cạnh, một thiếu nữ người khoác lộ mỏng, dáng người thước tha, da thịt tuyết nộn, lộ ra khe rảnh vũ mị trước ngực, một đôi chân ngọc tuyết trắng, cung kính ngồi quỳ chân ở bên cạnh, tay mềm cầm mực, đang cúi đầu nhẹ nhàng mài mực. Ngồi quỳ chân, cặp đùi đẹp thon dài cùng tư thái tinh mỹ tuyệt luân như ẩn như hiện bên trong lộ mỏng váy mỏng, cực kỳ mê người. Tí tách, tí tách đồng hồ nước ngoài cửa sổ đang yên lặng tính toán thời gian ban đêm. Nam Cung Hỏa Nguyệt để bút xuống, cầm lấy giấy tuyên trên bàn, nhìn thoáng qua bút tích của mình, tự hồ có chút hài lòng. Chuẩn bị xong chưa? Nàng đột nhiên hỏi. Thiếu nữ kiều mị cung kính ngồi quỳ chân ở bên cạnh cúi đầu giọng dịu dàng đáp. Đã xong. Âm thanh mị cốt, nhíp tâm phách người. Nam Cung Hỏa Nguyệt thả xuống giấy tuyên trong tay, quay đầu, nhìn nàng chầm chầm thêm vài lần, không khỏi vương tay, vuốt cái cầm kiều nộn của nàng, dướng gương mặt của nàng lên. Đây là một gương mặt đáng yêu xinh đẹp mê người, con ngươi ngập nước cùng thần thái kiều mị, vô luận là ai nhìn đều sẽ toàn thân mềm nhũng. Ngươi hẳn phải biết tác dụng của hắn đối với bản cung, nếu ngươi thành công, bản cung có lý do đem ngươi tặng cho hắn, nếu thất bại, ngày mai bản cung sẽ tặng ngươi cho người khác. Nhớ kỹ, bản cung sẽ không buộc hắn, chỉ sáng tạo cơ hội cho ngươi tâm trí của hắn cũng rất kiên định mà hắn phi thường sợ nương tử cho nên đêm nay chỉ có thể dựa vào chính ngươi thiếu nữ cúi đầu dịu dàng nói từng không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng bước chân âm thanh nguyệt vũ truyền đến từ cửa ra vào điện hạ lạc công tử đã tới nam cung hỏa nguyệt đứng người lên mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nghênh đón tiên sinh mau tiến vào châu vang động. Lạc Thanh Chu cởi giày vào phòng, không người thăm viếng. Bái kiến điện hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn gương mặt thanh tú lạnh nhạt của hắn thoáng qua một chút, cười nói. Tiên sinh không cần khách khí, đến, mau mời ngồi xuống, bản cung có mấy vấn đề muốn thảo luận cùng tiên sinh một chút. Lạc Thanh Chu theo nàng đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn không chớp mắt. Bên cạnh duỗi đến một đôi tay ngọc tuyết trắng, nâng bình trà lên, giúp hắn châm trà dân nước nhẹ giọng mở miệng nói công tử hoa cốt trước tiên có thể hỏi ngài một chuyện được không âm thanh kiều mị ôn nhu từng câu từng chữ xốc giòn đến tận xương khi nói chuyện miệng nhỏ phả ra mùi hương làm cho người ta say lòng nam cung hỏa nguyệt ngồi xuống trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nhìn hai người cũng không lại nói tiếp lạc thanh chu nín thở ngưng thần trực tiếp từ chối nói thật có lỗi hoa cốt cô nương tại hạ ngu dốt trả lời không được Hoa cốt mân mê miệng nhỏ, quỷ khuất nói. Công tử, người ta còn không có hỏi đây. Lạc Thanh Chu nói thẳng. Mặc kệ cô nương hỏi cái gì, tại hạ đều trả lời không được. Hoa cốt. Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nói. Tiên sinh, ngươi đối đãi một nữ tử mảnh mai như hoa như ngọc như thế, chỉ sợ quá nhẫn tâm đó. Lạc Thanh Chu chắp tay nói. Tại hạ tối nay nói chuyện cùng Điện Hạ, cũng không phải nói với những người khác. Điện hạ, có thể bảo nàng lui ra không?" Nam cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, thản nhiên nói. "Tiên sinh bảo ngươi lui ra." Thiếu nữ cúi đầu, cắn cắn môi phấn, nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng giải khai dây lụa ở giữa bờ eo nhỏ nhắn, chậm rãi trút bỏ lụa mỏng trên người, lộ ra bờ vai trơn mềm tuyết trắng như ngọc cùng da thịt trước ngực, xấu hổ nói. "Công tử, thiếp thân đã trút bỏ váy áo." Công tử có thể ngẩng đầu nhìn một chút lạc thanh chu giả vờ như không nghe thấy cúi đầu lấy ra một quyển giấy tuyên từ trong tay áo rộng thùng thình hai tay trình lên đưa tới trước mặt trưởng công chúa cung kính nói điện hạ trừ thái công lục thao cùng tư mã binh pháp ra tại hạ nơi này còn có một bộ ngô tử binh pháp trên giấy tuyên viết chính là ngô tử binh pháp bên trong có đồ quốc liệu địch trị binh ba chương điện hạ trước tiên có thể nhìn một chút nếu như điện hạ cảm thấy hài lòng tại hạ có thể viết ra các chương tiết còn lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt hiếp hiếp con ngươi, đưa tay tiếp nhận, để lên bàn, chậm rãi mở ra. Ngày xưa người ta muốn mưu đồ quốc gia, tất trước phải dạy trăm họ mà thân muôn dân. Có bốn điều bất hòa, bất hòa ở nước thì không thể ra quân, bất hòa ở quân thì không thể ra trận, bất hòa ở trận thì không thể tiến chiến, bất hòa ở chiến thì không thể quyết thắng. Bởi thế vị chúa có đạo, sắp dùng đến dân, trước phải hòa để làm việc lớn, không dám tin sự mưu tính riêng, tất phải cáo với tổ miếu, hỏi tới rùa thiên, xen với thiên thời, hãy thấy tốt đành mới cử động. Dân thấy rằng vua yêu tính mệnh và tiếc cái chết của dân đến mực ấy, bây giờ nếu cùng họ lâm nạn, kẻ sĩ sẽ lấy sự tiến vào để chết là vinh mà lui về lấy sống là nhục vậy. Nhìn đến đây, hai con ngươi nàng rạng rỡ hào quang, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nín thở ngưng thần, tiếp tục nhìn xuống dưới. Đạo là để trở lại gốc, quay lại đầu, nghĩa là để làm việc, lập công, mưu là để bỏ hại, tìm lợi, yếu là để giữ nghiệp, thủ thành. Nếu làm không hợp đạo, động không hợp nghĩa thì ở lớn, ngồi sang, tai nạn tất cũng sẽ đến. Cho nên thánh nhân yên bằng đạo, trị bằng nghĩa, động bằng lễ, nuôi bằng nhân. Bốn cái đức ấy, hệ tu sửa thì thịnh, mà bỏ ép thì suy. Cho nên vua thành thang đánh người kiệt mà dân nhà hạ vui mừng, vua chu vũ đánh người trụ mà người nhà N không trách, cử động thuận với dời và người, cho nên được như vậy. Phàm trị nước coi quân, tất phải lấy lễ mà dạy, lấy nghĩa mà khuyên, khiến cho họ biết thế nào là xấu hổ. Người biết xấu hổ, thì lớn đủ để đánh, nhỏ đủ để giữ. Nhưng đánh mà thắng thì dễ, giữ được cái thắng mới là khó. Cho nên nói rằng, những các chiến quốc trong thiên hạ, năm trận thắng thì tai vạ, bốn trận thắng thì tồi tệ, ba trận thắng thì làm nên nghiệp bá, hai trận thắng thì làm nên nghiệp vương, một trận thắng thì làm nên nghiệp đế ấy cho nên những người năng thắng mà được thiên hạ thì ít chỉ mất thì nhiều trong thư phòng tỉnh không một tiếng động chỉ có ngọn đèn thiêu đốt lúc ngẫu nhiên phát ra âm thanh hoa cốt cúi đầu ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu suy nghĩ vừa rồi điện hạ bảo nàng dựa vào chính mình cắn cắn môi phấn ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh thanh tú trước mặt dịu dàng nói công tử thiếp thân ngậm miệng Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên dựng ngược lông mày, ánh mắt tức giận trừng nàng. Ra ngoài. Hoa cốt. Nàng ngốc trệ một chút, cảm nhận được rõ ràng trưởng công chúa tức giận, nơi nào còn dám chần chờ, cuốn quýt đứng dậy, nhặt lên lụa mỏng ở trên mặt đất, sợ hãi lui ra ngoài. Nam Cung Hỏa Nguyệt cúi đầu xuống, ánh mắt đầy lửa nóng, trên mặt dâng lên hai vết đỏ ửng vì kích động, tiếp tục nhìn xuống dưới. Lại tỉ mỉ nhìn hồi lâu tất cả nội dung trong chương đồ quốc mới ngẩng đầu lên nói tiên sinh ngài uống trà ăn điểm tâm trên bàn có sách tiên sinh có thể tùy tiện đọc qua nếu có cần cái khác cứ việc gọi nguyệt vũ là được bản cung trước muốn xem hết mấy chương này lạc thanh chu cung kính nói điện hạ xin cứ tự nhiên không cần phải để ý đến tại hạ nam cung hỏa nguyệt không tiếp tục khách khí tiếp tục chăm chú nhìn nhớ kỹ suy tư bóng đêm lặng yên trôi qua không biết qua bao lâu trên nóc nhà đột nhiên kết truyền đến âm thanh của một thứ gì vỡ tan ngoài phòng nguyệt ảnh và thủ vệ lập tức biến sắc đang muốn đi xem xét nam cung hỏa nguyệt đột nhiên mở miệng ra lệnh không cần để ý tới vâng điện hà bên ngoài truyền đến tiếng đáp băng lãnh của nguyệt ảnh nam cung hỏa nguyệt hiếp hiếp con ngươi kéo lên màn cửa của cửa sổ phía trước nhìn một chút lại nhìn thiếu niên ngồi quỳ chân trước mặt một chút khóe miệng có chút nhúc nhích tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc lấy. Cùng lúc đó, bên trên mái nóc nhà khảm nạm một viên hạt châu màu đỏ chẳng biết tại sao đã bị phá tan thành mảnh nhỏ. Mà bên trên mái công thì nhiều hơn một đạo thân ảnh xanh nhạt như tia sáng mặt trăng, đang tỉnh không một tiếng động đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thủ vệ phía dưới rõ ràng có thể nhìn đến đây, nhưng lại đều nhìn không thấy nàng. Trong bất tri bất giác, đã là canh ba sáng. Trong thư phòng, vẫn như cũ hơi ấm bốn phía, khói thuốc lượn lờ. Nam Cung Hỏa Nguyệt cau mày, đọc suy tư thật lâu mỗi chữ mỗi câu, rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt lửa nóng mà nhìn thiếu niên trước mặt nói. Tiên sinh, phía dưới đâu? Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay. Điện hạ, thời gian đã không còn sớm. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh, ngồi sổng xuống, cầm lên cục mực, bắt đầu mài mực, cung kính nói. Tiên sinh nhanh viết đi, nếu không bản cung đêm nay không thể say giấc lạc thanh chu cúi đầu cung kính nói điện hạ đoạn phía dưới tại hạ tạm thời còn không có nghĩ ra được nam cung hỏa nguyệt trầm mặt một chút nói tiên sinh sáng sớm ngày mai bản cung sẽ viết tấu chương bản cung không dám hứa chắc hai mẫu nữ bọn hắn có bị hoạch tội hay không nhưng bản cung có thể cam đoan với tiên sinh cho dù tội mưu phản của các nàng thành lập cũng tuyệt đối bình yên vô sự lạc thanh chu ngẩng đầu đưa tay cầm lên một tờ giấy tuyên sạch sẽ từ bên cạnh chậm rãi mở ra trên bàn lại cầm lấy bút lông sói chấm chấm vào bên trong mực nước nàng vừa mài ra nói điện hạ tại hạ vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên lại nghĩ ra được để ta viết cho điện hạ nhìn trên mặt nam cung hỏa nguyệt hiện ra mỉm cười có chút cúi đầu cung kính nói làm phiền tiên sinh lạc thanh chu cúi đầu vung mực trong thư phòng bầu không khí hòa hợp, thanh bạch. Mái cong bên trên nóc nhà, đạo thân ảnh xanh nhạt kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tắm rửa ánh trăng trắng noãn, không nhúc nhích. Bên ngoài cung điện, dưới đại thụ cách đó không xa cũng có một đạo thân ảnh tinh tế đơn bạc đứng ở nơi đó, bị bao phủ ở trong bóng đêm, không nhúc nhích, không biết đã đứng bao lâu. Tí tách, tí tách. Đồng hồ nước ngoài cửa sổ vẫn đang yên lặng tính toán thời gian. Bóng đêm lặng yên thối lui trong thư phòng lạc thanh chu múa bút viết nhanh như nước chảy mây trôi trưởng công chúa một bộ váy áo hỏa hồng ngồi quỳ chân ở bên cạnh hồng tụ thiêm hương tay mềm mài mực yên tĩnh quan sát hồng tụ thiêm hương nghĩa đại khái thư sinh thức đêm học bài có người nữ tử thức đêm thêm hương hai người ngẫu nhiên lên tiếng một hỏi một đáp bầu không khí hài hòa đêm nay lạc thanh chu đem ngô tử binh pháp và thái công lục thao toàn bộ đều viết ra hết trong bất tri bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng tỏ. Vài tiếng chim hót thanh thúy truyền đến từ trong hoa viên bên ngoài. Lạc Thanh Chu để bút mực xuống, làm khô chữ viết trên giấy, đứng dậy chắp tay nói: "Điện hạ, trời đã sáng, tại hạ hôm nay còn muốn ra khỏi thành dời mộ phần cho mẫu thân, không thể lại bồi điện hạ." Ánh mắt nam cung Hỏa Nguyệt lúc này mới thu hồi lại từ bên trong bút mực trên giấy tuyên hai đầu lông mày suy tư dần dần tán đi ngẩng đầu nhìn hắn một chút vừa muốn đứng lên đột nhiên hai chân run rẩy thân thể nghiêng một cái muốn ngã trên mặt đất tay mắt lạc thanh chu lanh lẹ nhanh chóng đỡ lấy lập tức đỡ lấy cánh tay của nàng đỡ nàng đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống sau đó lui ra sau không người nói điện hạ mạo phạm nam cung hỏa nguyệt nhíu nhíu mày xoa chân nói tiên sinh không cần đa lễ là bản cung nên cảm tạ tiên sinh mới đúng. Lập tức lại xin lỗi nói. Bản cung không biết tiên sinh hôm nay muốn di dời một phần mẫu thân, nếu không tối hôm qua cũng không dám quấy rầy tiên sinh cả một đêm. Dừng một chút, nàng nói với phía ngoài. Nguyệt ảnh, người mang 50 ngân giáp thiết kỵ hộ tống tiên sinh ra khỏi thành dời mộ phần cho mẫu thân, để tiên sinh ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một đường, không nên quấy nhiễu. Bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh của Nguyệt ảnh. Vâng, Điện Hạ Lạc Thanh Chu chấp tay Đang muốn từ chối Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói Tiên sinh không cần khách khí Bản cung là vì an toàn của tiên sinh Hiện tại Mạc Thành cũng không thái bình Ngoài thành càng rung chuyển bất an Gần đây bên trong thành có yêu thú ẩn hiện Tiên sinh đối với bản cung mà nói Vừa là thầy vừa là bạn Bản cung không hy vọng tiên sinh xảy ra chuyện gì Lạc Thanh Chu đành phải chấp tay nói tạ ơn nam cung hỏa nguyệt lúc này mới chậm rãi đứng dậy bái thật sâu chắp tay nói tối hôm qua gặp tiên sinh múa bút thành văn chữ chữ như châu ngọc câu câu tinh diệu bản cung nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn trong lòng có các loại nghi vấn vốn định cầu tiên sinh giải đáp thế nhưng lại sợ quấy rầy tiên sinh không biết tiên sinh khi nào còn có thời gian giải hoặc cho bản cung lạc thanh chu do dự một chút cung kính nói điện hạ nếu có cần buổi chiều ngày mai tại hạ lại đến đa tạ tiên sinh nam cung hỏa nguyệt thành khẩn nói tạ lại nói tiên sinh yên tâm bản cung nhất định tận hết sức lực trợ giúp tiên sinh làm tốt sự kiện kia đa tạ điện hạ lạc thanh chu chấp tay cáo lui mà đi rèm châu vang động nguyệt vũ ở phía trước dẫn hắn ra ngoài nam cung hỏa nguyệt nhìn rèm châu vẫn đang nhẹ nhàng lay động ở trước cửa ra vào cao mày suy tư một hồi đi đến trước bàn ngồi xuống nhìn về phía bút mực từng chữ phiêu dật trên giấy tuyên. Sư tỷ ơi sư tỷ, vì sao đồ tốt nhất thế gian này đều là của ngươi? Nàng vuốt ve chữ viết trên giấy tuyên, tự lẩm bẩm. Cửa cung điện. 50 quân sĩ người khoác ngân giáp, cưỡi chiến mã, sắp xếp chỉnh tề tập kết cùng một chỗ, do một thiếu nữ váy đen vác cung tiễn xuất lĩnh, đang tỉnh không một tiếng động chờ đợi ở trước cửa. Lúc Lạc Thanh Chu đi theo Nguyệt Vũ ra ngoài, thiếu nữ váy đen trên ngựa mang theo thần sắc lãnh khốc chấp tay nói lạc công tử mời lên xe ngựa nghỉ ngơi lạc thanh chu nhìn nàng cùng những ngân giáp quân sĩ khác lập tức cảm thấy một cổ khí thế thiết huyết chỉ có trên chiến trường mới có đập vào mặt làm cho người nhìn mà phát khiếp hắn chắp tay lập tức lên xe nguyệt vũ dừng ở cửa ra vào nói lạc công tử có chuyện gì đều có thể nói với nguyệt ảnh nàng sẽ giúp ngươi xử lý lạc thanh chu nhẹ gật đầu lên xe ngựa vừa muốn đi vào đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh đơn bạc quen thuộc đứng dưới đại thụ đó không xa ở ngay trong góc bóng trâm giống như pho tượng không nhúc nhích lạc thanh chu sửng sốt một chút lập tức lại nhảy xuống xe ngựa bước nhanh đi qua đạo thân ảnh kia thấy hắn đi tới quay người muốn rời khỏi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lạc thanh chu lập tức tăng tốc bước chân nói thiền thiền cô gia muốn nói với ngươi một chút chuyện tối ngày hôm qua Hạ Thiền dừng bước. Lạc Thanh Chu đi tới phía sau của nàng, đưa tay cầm tay nhỏ băng lãnh của nàng, nhéo nhéo trong lòng bàn tay, đau lòng nói: "Ngươi tối hôm qua đứng ở chỗ này một đêm." Hạ Thiền vẫn quay lưng, không có trả lời. "Đi, đi lên xe ngựa nói." Lạc Thanh Chu không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo nàng đi lên xe. Hạ Thiền đi ở phía sau hắn, mới đầu còn nhẹ nhẹ vùng vẫy mấy lần, bất quá cảm thụ được sự ấm áp trong lòng bàn tay của hắn rất nhanh không còn động, mặc cho hắn nắm đi tới trước xe ngựa. Lạc Thanh Chu trước lên xe, đang muốn kéo nàng đi lên, Nguyệt Vũ đứng ở trước cửa đột nhiên mở miệng nói. "Lạc công tử, đây là xe ngựa của Điện hạ. Không có Điện hạ cho phép, người ngoài không thể lên." Lạc Thanh Chu nghe vậy, trực tiếp xuống xe ngựa, nhìn nàng nói. "Nếu như thế, vậy ta đi bộ là được. Tối hôm qua ta viết sách cho Điện hạ, một đêm không ngủ, nếu té xỉu trên đường, không nhớ nổi văn chương còn lại đến lúc đó hy vọng nguyệt vũ cô nương có thể viết tiếp cho điện hạ nói xong lôi kéo thiếu nữ bên cạnh đi ra đường lớn sắc mặt nguyệt vũ biến hóa vội vàng hô lạc công tử đừng đừng nguyệt vũ nguyệt vũ sai lạc thanh chu dừng bước lại hỏi chỗ nào sai rồi vẻ mặt nguyệt vũ đầy đau khổ chỉ chỉ miệng của mình mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói miệng sai. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, thấy trời bây giờ đã không còn sớm, không dám lại tiếp tục lãng phí thời gian với nàng, nhanh chóng lôi kéo Hạ Thiền trở về, lên xe ngựa. Giá! Nguyệt ảnh mang theo 50 ngân giáp thiết kỵ vây quanh xe ngựa chậm rãi rời đi. Trong xe, Lạc Thanh Chu ngồi cùng Hạ Thiền một chỗ, hai tay nâng tay nhỏ băng lãnh của nàng đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắng, nhìn nàng nói. Nha đầu ngốc! tại sao đứng ở bên ngoài một đêm? Có phải cô gia vừa ra cửa, ngươi liền theo ở phía sau hay không? Hạ thiền nghiêng người, sụ mặt nhìn nơi khác, không có trả lời. Lạc Thanh Chu giúp nàng xoa nắng trong chốc lát, một năm một mười nói một lần chuyện tối ngày hôm qua. Ngoại trừ viết sách cho trưởng công chúa ra, hoàn toàn có nữ tử gọi là hoa cốt dụ hoặc ta, bất quá ta không có mắt lừa. Suốt cả đêm, ta đều ngồi ở trước bàn sách viết chữ, không có nhìn loạn, không có nói lung tung, càng không có làm loạn chuyện gì khác có lỗi với đại tiểu thư. Hạ thiền nghe xong, trầm mặt một hồi, quay gương mặt xinh đẹp qua, hai con ngươi lạnh như băng nhìn chầm chầm hắn hỏi. Kia, nữ tử, đẹp mắt. Sao? Lạc Thanh Chu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Lần trước gặp một lần, bộ dáng xác thực có thể, bất quá tối hôm qua ta không dám nhìn nàng, nàng. Thiền thiền, ngươi đừng hiểu lầm, cô gia nói có thể, chính là có ý tạm được qua loa, so với ngươi, tự nhiên kém cách xa vạn dặm, so với Bách Linh. À, xấu không sai biệt lắm với Bách Linh. Mặt trời mới mọc dâng lên từ núi xanh. Ánh mặt trời vàng chói chiếu đầy đại địa. Cửa lớn tầng phủ. Tống như nguyệt mặc một thân váy áo trắng thuần, gương mặt đầy âm trầm đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn qua cửa ngõ trống không cách đó không xa. Rất nhiều nha hoàng ma ma đứng ở bên cạnh, cúi đầu, tâm như hến dưới bậc thang. Xe ngựa và nhân công di chuyển phần mộ sớm đã không người chờ đợi. Mấy người phía sau nhất cầm trong tay pháo, vòng hoa, tiền âm phủ, các loại vật phẩm tế bái cần dùng, trên xe bò còn đặt một khối bia đá mới tinh hôm qua vừa điêu khắc xong. Trên tấm bia đá khắc rõ mấy hàng chữ nhỏ, ngoại trừ Thanh Chu mẫu thân Lâm thị, các loại chữ nhỏ ra, còn nhiều thêm danh tự khác. Tần Văn Chính từ trong nhà đi ra, ánh mắt cũng nhìn về phía cửa ngõ, hỏi vẫn chưa về tống như nguyệt lạnh mặt không có trả lời tần văn chính an ủi không sao đâu chuyện mẫu thân hắn hắn so với ai khác đều gấp trưởng công chúa nơi đó có khả năng có chuyện khác chờ một chút vi mặt các nàng không phải còn chưa có đi ra à tống như nguyệt đè nén giận dữ nói vi mặt biết được tiểu tử kia vẫn chưa về sợ ta tức giận cho nên mới cố ý giả bộ như chưa có thức dậy nha đầu kia tối hôm qua một đêm đều không ngủ buổi sáng còn ho khang đều là tiểu tử kia hại tần văn chính nhíu mày nghi ngờ nói vì sao vi mặt tối hôm qua không ngủ thân thể của nàng kia như thế nào chịu được tống như nguyệt quay đầu nhìn hắn tần văn chính gặp ánh mắt nàng không đúng sững sờ nói thế nào lập tức giật mình trong lòng tự hồ đột nhiên hiểu rõ cái gì sắc mặt biến hóa nói đã ngủ cùng nhau. Tối hôm qua tiểu tử kia không có, cho nên ngủ không được. Tống Như Nguyệt cười lạnh một tiếng. "Ngươi hẳn là nên hỏi khuê nữ bảo bối nhà ngươi và tiểu tử sắc đảm Thao Thiên, háo sắc đến liều mạng kia." Tần Văn Chính cau mày, sắc mặt nặng nề nói, "Làm sao nhanh như vậy, cái này, cái này không hợp quy củ." Tống Như Nguyệt nhịn không được liếc mắt, châm chọc nói, "Từ khi tiểu tử kia vào phủ, trong phủ chúng ta còn có chuyện nào hợp quy củ? Ngươi gặp qua người ở rễ nào như tổ tông, bị chúng ta cung cấp như vậy? Hừ, còn có chuyện khác, ta sợ nói lão gia ngươi sẽ tức chết. Nữ tử trong tầng phủ chúng ta, từ trên xuống dưới đều sắp bị tiểu tử sắc đảm thao thiên kia tận diệt, tai họa toàn bộ. Tần văn chính sửng sốt một chút. Nghiêm trọng như vậy. Tống như Nguyệt hừ lạnh nói. Lão gia, không phải ta cố ý chửi bới tiểu tử kia, chính ngươi đi hỏi một chút liền biết. Hừ, lúc đầu tiểu tử kia còn cố kỵ e ngại ta, kết quả hiện tại cũng bị các ngươi sủng cho lên trời, ai cũng không sợ. Chỉ sợ đến lúc đó người ta muốn ở trên nóc phòng bóc ngói, cưỡi ở trên đầu chúng ta mà đi ị. Tần văn chính nghe xong, lập tức sầm mặt lại. Hắn dám. Tống như nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lập tức giật dây nói. Lão gia, nên hung hăng gõ một chút, miễn cho tiểu tử kia coi là có thể không kiên nể gì cả trong tầng phủ chúng ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta bây giờ nếu không lập uy trước mặt tiểu tử kia, chỉ sợ đến lúc đó chờ hắn thi hương đậu tiến sĩ, sẽ càng thêm quá phận, đến lúc đó không chỉ có không nhìn chúng ta, có khả năng sẽ còn khi dễ khuê nữ bảo bối nhà ngươi. Khi đó thế nhưng là hối tiếc không kịp. Tần Văn Chính càng nghe càng hải hùng khiếp vía, sắc mặt biến đổi một hồi, lập tức trầm mặt nói là nên gõ một cái. Không đánh không thành tài, không đánh không hiếu thuận. Chờ một lúc chờ hắn trở về, lão phu phải giáo huấn hắn một chút. Các ngươi đừng cản. Trong lòng Tống Như Nguyệt mừng thầm, lập tức nói. Lão gia cứ việc giáo huấn, ta cam đoan không trên một tiếng. Lúc này, cửa ngõ đột nhiên xuất hiện một mảnh hàng quan chói mắt. Lập tức, tiếng vó ngựa nặng nề mà chỉnh tề dẫm lên bàn đá xanh, mang theo khí tràn uy nghiêm mà cường đại, cộc 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 đi qua, giống như đang đánh trong lòng của người ta, mỗi một âm thanh đều làm lòng người kinh sợ run rẩy. Tần Văn Chính cùng Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Mấy chục quân sĩ cường tráng người mặc áo giáp màu bạc, cưỡi chiến mã mặt giáp, cầm trong tay ngân thương, được một thiếu nữ váy đen xuất lĩnh, vây quanh một cổ xe ngựa được trang trí tinh mỹ, lãnh khốc uy nghiêm đi vào từ cửa ngõ. Ngân giáp thiết kỵ của trưởng công chúa Tần Văn Chính tự hồ nhận biết những quân sĩ này, con ngươi lập tức co rụt lại, cuốn quyết bước nhanh đi xuống bậc thang, không người thăm viếng. Những ngân giáp thiết kỵ này chỉ có trưởng công chúa mới có, chẳng lẽ là trưởng công chúa tới? Trong lòng hắn đầy lo lắng bất an. Tống Như Nguyệt cũng giật nảy mình, cuốn quyết mang theo nha hoàng ma ma bên cạnh vội vàng đi xuống bậc thang, không người đứng ở sau lưng hắn, trong lòng sợ hãi sợ hãi, ô, không phải là đến xét nhà đó chứ. Những gia hoàng ma ma kia và bọn hạ nhân cầm trong tay đồ dùng để dời mộ phần càng bị hù sắc mặt trắng bệch, trung lẫy bẫy. Đoạn thời gian này, tứ đại gia tộc đều bị xét nhà, tất cả mọi người bị bắt, toàn bộ mặt thành sôi sùng sục. hiện tại sẽ không đến phiên tần phủ bọn hắn đó chứ. Thiết kỵ ngừng lại. Xe ngựa bị chen chúc ở giữa cũng ngừng lại. Thiếu nữ váy đen cưỡi bên trên ngân giáp kỵ binh, lạnh như băng mở miệng nói. Lạc công tử, đến tần văn chính cùng tống như nguyệt lập tức sững sờ ngẩng đầu lên màn xe xốc lên một thân ảnh mặc nho bào rộng rãi đi ra từ trong xe lập tức lại là một thân ảnh quen thuộc cầm kiếm đi ra vài đôi mắt nhìn nhau đều là sững sờ giữa sân yên tĩnh mấy tức lạc thanh chu vội vàng mang theo hạ thiền xuống xe ngựa chắp tay chào hỏi nhạc phụ đại nhân nhạc mẫu đại nhân khóe mắt tống như nguyệt hung hăng co quắp mấy lần đi lên trước cùi chỏ vụng trộn chọc chọc lão gia nhà mình thấp giọng nói lão gia nhanh gõ dám để chúng ta cúi chào hắn muốn lật trời rồi tần văn chính ngẩng đầu nhìn thoáng qua những ngân giáp thiết kỵ kia hàng quang sâm sâm dưới ánh mặt trời sau đó nhìn về phía thiếu niên bị thiết kỵ chen chúc ở giữa trầm mặt một chút thấp giọng nói như nguyệt chuyện trong nhà từ trước đến nay đều do ngươi làm chủ ta không đi quá giới hạn đi thôi tống như nguyệt giữa sân lần nữa trầm mặt xuống. Tỷ phu Đang ngay thời khắc song phương đều đang rất lúng túng, tần nhị tiểu thư một bộ váy áo trắng thuần mang theo thu nhi châu nhi đi ra ngoài cửa. Sáng sớm, ngày mới sáng không lâu. Nội thành mạc thành lại có một tin tức làm cho ngọn lửa bát quái trong lòng mọi người cháy hừng hực truyền ra. Bát quái, nhiều chuyện. Hôm nay, người ở rễ tần gia muốn dời mộ phần mẫu thân mình. Không chỉ có gia chủ và chủ mẫu tần gia mang theo thiên kim trong phủ tự mình tiến về tế điện, mà đội ngũ lại còn do ngân giáp thiết kỵ của trưởng công chúa hộ tống. Trên đường phố từ trong thành thông đến ngoại thành, lập tức bu đầy người. Mỗi người đều đang nghi ngờ, đều muốn nhìn một chút, đến cùng là người ở rễ dạng gì lại có thể nhận được thiên đại vinh quang dạng này. Đáng tiếc ngân giáp thiết kỵ vây quanh xe ngựa, người ở rễ lại ngồi ở trong xe ngựa, không ai nhìn thấy bộ mặt của hắn nhưng người bán hàng rong và người đi đường hai bên đường phố vẫn rất nhiệt tình nghị luận ầm ĩ. Quả thật hoang đường. Tần gia vậy mà vì một người ở rễ đê tiện xuất động toàn phủ, mà nghe nói còn chuẩn bị di chuyển thi cốt mẫu thân người ở rễ kia đến mộ tổ tần gia. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Người ở rễ kia có tài đức gì? Nghe nói chính là một tú tài, mà lại xuất thân thấp hèn. Thật là chuyện lạ mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều cũng không sai trong một đêm tứ đại gia tộc mặt thành chúng ta cũng bị mất tần phủ lại làm ra loại chuyện hoang đường này nghe nói gần đây còn có yêu thú trực tiếp chạy ra trên đường quá sự thật đúng là nhiều trong xe lạc thanh chu có thể rõ ràng nghe phía tiếng nghị luận bên ngoài tần nhị tiểu thư ngồi ở đối diện ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn tần văn chính cùng tống như nguyệt ngồi ở bên trong một chiếc xe ngựa khác lúc đầu bốn người có thể ngồi bên trên cùng một cỗ xe ngựa bất quá thái độ tống như nguyệt khác thường chủ động để bọn hắn hai người đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa đương nhiên trong xe ngựa còn có thu nhi ngồi ở một bên hầu hạ thu nhi rất hiểu chuyện ngồi sát ở cửa ánh mắt nhìn màn cửa không nhúc nhích không trên một tiếng giống như muốn đem mình biến thành một người gỗ không nhìn thấy nghe không được lúc đi qua tụ bão cát lạc thanh chu nhịn không được vén màn cửa lên nhìn thoáng qua về bên ngoài vừa lúc Đao Tỷ mang theo Sở Tiểu Tiểu cùng Ngô Khuê ba người đang đứng chờ ở cửa, chuẩn bị xuất phát. Bởi vì ngân giáp thiết kỵ mở đường, bọn hắn đành phải tạm thời dừng ở ven đường kiên nhẫn chờ đợi. Chu Bá ước đứng ở cuối cùng, trên cổ lại có dấu móng tay mới. Khi Lạc Thanh Chu vén màn cửa lên, nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn cũng đúng lúc nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không nhận ra người trong xe mấy người tự hồ cũng nghe được tin tức từ trong miệng người bán hàng trong bên cạnh đợi ngân giáp thiết kỵ vây quanh xe ngựa đi qua bọn hắn mới dám khe khẽ bàn luận người ở rễ này phô trương thật to lớn không biết còn tưởng rằng trưởng công chúa đi tuần đây vừa rồi nhìn thoáng qua tiểu tử kia nhìn hoàn toàn chính xác chính là một tú tài văn yếu cũng không biết thế nào trèo lên quan hệ với trưởng công chúa ngô khuê cảm thán trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ Đao Tỷ khiêng đao bản rộng, nhìn đội ngũ dần dần đi xa nói: Người ta khẳng định có chút bản lãnh, không phải Tần gia cũng sẽ không ngại bị người nói lời nhàn thoại cùng chế giễu danh tiếng, giống trống khu chiên vì dời mộ phần mẫu thân hắn như thế. Tần gia thế nhưng là có tước vị trong người, sẽ không vô cớ phá hư quy củ. Sở Tiểu Tiểu hưng phấn nói: Đao Tỷ tỷ, ta vừa rồi nhìn thấy người ở rễ kia và nương tử nhà hắn, người ở rễ kia rất thanh tú, nương tử nhà hắn cũng rất dễ nhìn nhìn qua thật ôn nhu hiền lành, quả nhiên không hổ là thiên kim nhà phú hộ. Tiểu tử kia khẳng định là tích phúc khí mấy đời, nếu không sao có thể làm người ở rễ, còn có thể làm thành dạng này. Nhìn người ở rễ khác. Đừng nói nữa, lên xe đi. Đao tỷ lường hai người một cái, lập tức lên xe. Ngô Khuê và sở tiểu tiểu hai người sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, không hẹn mà cùng nhìn về thanh niên trầm mặt ít nói sau lưng kia một chút trên mặt chu bá ước lộ ra một nụ cười khổ nói không sao đâu người ở rễ như thế là phượng mau lân giác hiếm có bên trong một trăm người tìm không ra một người đại đa số đều là giống ta dạng này ta không có gì khó chịu ngô khuê vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi đúng như thế người ở rễ như thế chúng ta không cần hâm mộ hâm mộ cũng vô dụng qua tốt cuộc sống của mình là được mấy người cùng nhau lên xe ngựa tiếp tục đi vào bên trong hát một lâm ngoài thành phấn đấu. Sở tiểu tiểu đột nhiên hỏi. Đao tỷ tỷ, sở ca ca kia có phải ở cùng một chỗ với vị thiên đao tỷ tỷ kia hay không? Sao bọn hắn lại cùng lúc không tới? Đao tỷ trầm mặt một chút, nói. Có lẽ vậy. Mặt mũi sở tiểu tiểu tràn đầy hâm mộ nói. Vị thiên đao tỷ tỷ kia xem qua chính là thiên kim quý tộc rất có tiền rất có quyền, sở ca ca nếu đi cùng với nàng, nói không chừng cũng sẽ đi làm người ở rễ đây chu bá ước vẫn trầm mặt từ lúc lên lên xe đột nhiên mở miệng nói vị sở huynh kia không đơn giản chỉ sợ sẽ không làm oan chính mình ngô khuê cũng mở miệng nói người ta thế nhưng là thiên tài hai ngày đã liên tục đột phá hai cấp làm sao có thể tự dấn thân vào chỗ con ngẩng đầu lên được đi làm người ở rễ sở tiểu tiểu nói vậy cũng nói không chừng vị thiên đao tỷ tỷ kia không chỉ có tiền mà dáng người và gương mặt cũng rất đẹp nha. Mấy người trò chuyện, rất nhanh ra thành, hướng về phương hướng hát một lâm chạy tới. Mà đổi thành một con đường khác, thiếu nữ váy đen xuất lĩnh 50 ngân giáp thiết kỵ vây quanh đội ngũ tầng gia đang chậm rãi chạy tới hướng tử Hà Sơn. Ra khỏi thành, đi đến vùng hoang vu, tiếng tấu nhạc vang lên. Trong xe ngựa, tần nhị tiểu thư ôn nhu mở miệng nói. Tỷ phu, thật xin lỗi, hôm nay tỷ tỷ vốn nên tới. Lạc Thanh Chu nói. Không sao đâu, nhị tiểu thư không phải đã tới rồi sao? Ánh mắt tần vi mặt ôn nhu nhìn hắn. Tỷ phu, hạ thiền hẳn là cũng tới, đi theo ở phía sau, đúng không? Lạc Thanh Chu vén rèm xe lên, thò đầu ra, nhìn về phía đằng sau. Trên xe bò phía sau, tiểu điệp và châu nhi ngồi ở chỗ đó, đang thấp giọng nói chuyện. Sau cùng nhất của đội ngũ, thân ảnh đơn bạc một bộ váy áo xanh nhạt đang cầm kiếm lẻ loi trơ trọi một người đi bộ. Thu Nhi, để xe ngựa ngừng một chút, chúng ta đi qua ngồi cùng phụ thân và mẫu thân một chỗ. Trong xe đột nhiên truyền đến giọng nói ôn nhu của Tần Nhị tiểu thư. Thu Nhi vén rèm xe lên, hô với bên ngoài một tiếng. Xe ngựa dừng lại. Rất nhanh, toàn bộ đội ngũ cũng ngừng lại. Lạc Thanh Chu buông rèm cửa sổ xuống, nhìn về phía thiếu nữ yếu đuối đã đứng lên. "Tỷ phu, để hạ thiền lên đây đi." Tần Nhị tiểu thư Ôn Nhu nhìn hắn, nói Vi mặt có mấy lời muốn nói với phụ thân và mẫu thân, chờ một lúc gặp nhau dưới núi. Nói xong, Thu Nhi nâng đỡ nàng xuống xe ngựa. Lạc Thanh Chu ở trong xe ngựa sửng sốt một chút, mới đi xuống dưới, đi ra đằng sau. Xuyên qua đám người, đi tới trước người thiếu nữ cô độc kia, trực tiếp cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, cưỡng ép dắt nàng vào trong xe. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Trên xe bò, Châu Nhi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tiểu điệp, hình như công tử nhà ngươi vừa rồi nắm tay hạ thiền, ta không nhìn lầm đó chứ. Tiểu điệp ngồi ở một bên đắc ý nói. Không nhìn lầm đâu, công tử nhà ta vừa rồi dắt chính là hạ thiền tỷ tỷ. Châu Nhi há to miệng, sửng sốt một hồi mới nói. Hạ thiền làm sao không có rút kiếm? Cái này là lạ. Tiểu điệp cũng không trả lời được. Châu Nhi lại nói. Lá gan của công tử nhà ngươi lúc nào trở nên lớn như thế? Tiểu điệp nghĩ nghĩ, lắc đầu, không trả lời được. Châu Nhi nhăn đầu lông mày, biểu lộ trên mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, một thanh phi đao giữa năm ngón tay phải càng không ngừng lật qua lật lại. Tiểu điệp mở to hai mắt nhìn phi đao tung bay linh hoạt trong tay nàng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Châu Nhi tỉ tỉ, ai dạy ngươi phi đao? Ta cũng muốn học. Châu Nhi lường nàng một chút, tức giận nói. Ngươi học được làm gì? cũng giống như ta phóng đao vào tên nam nhân phụ lòng sao. Ngươi bỏ được à? Tiểu điệp một mặt mê mang. Ai là nam nhân phụ lòng? Ha ha! Rất nhanh đến buổi trưa. Đội ngũ rốt cục đi tới chân tử Hà Sơn. Lạc Thanh Chu mang theo hạ thiền xuống xe ngựa. Phu thê Tần Văn Chính cũng đỡ lấy Tần Nhị Tiểu Thư đi xuống từ trên xe ngựa phía trước. Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp đi ở phía trước, mang theo một đoàn người đi lên trên núi thân thể tần nhị tiểu thư yếu đuối lúc đầu chuẩn bị cho nàng một cổ kiệu bất quá bị nàng từ chối nàng được châu nhi cùng thu nhi nâng đỡ từng bước từng bước đi lên núi đại khái nửa canh giờ một đoàn người rốt cục bò lên giữa sườn núi lạc thanh chu bước nhanh đi đến trước phần mộ nhặt lên tấm bản gỗ từ trong đất bùn một lần nữa đặt ở trước phần mộ sau đó đốt vàng mã dân hương tần văn chính và tống như nguyệt đều đi tới trước mộ phần có chút cúi đầu, lên một nén nhang. Lạc Thanh Chu cùng tiểu điệp quỳ gối trước phần mộ, đốt vàng mã, dân hương, sau đó dập đầu. Tống Như Nguyệt quay đầu, nhìn về phía khuê nữ bên cạnh. Gương mặt tần vi mặt đỏ ửng, do dự một chút mới đợi đến lúc sau khi tiểu điệp đứng dậy, đi qua quỳ gối cùng một chỗ với thiếu niên bên cạnh, dân hương, đốt vàng mã. Sau đó đỏ mặt dập đầu, cái trán chạm đất, thấp giọng nói. Lâm Di, thân thể tỷ tỷ không tốt, không thể tự mình đến đây quỳ lạy ngài vi mặt hôm nay thay thế nàng đến hy vọng lâm di không nên trách tội lạc thanh chu quay đầu nhìn nàng đợi nàng dập đầu lạy ba cái ngẩng đầu lên nói khẽ vi mặt cám ơn ngươi tần vi mặt nghe được xưng hô này gương mặt ửng đỏ cúi đầu đốt vàng mã không dám đáp lời tế bái xong bắt đầu chuẩn bị dời mộ phần lạc thanh chu đỡ lấy tần nhị tiểu thư lui ra phía sau hạ nhân tần phủ quơ thủng sắt quất bắt đầu đào bùn đất rất nhanh quan tài lộ ra tiểu điệp khóc đỏ cả mắt đợi sau khi quan tài lộ ra toàn bộ lạc thanh chu tiến lên trước cùng hạ nhân tần phủ một chỗ nâng quan tài từ trong hố lên tấu nhạc vang lên tiền âm phủ bay tán loạn đường xuống núi cũng không dễ đi hai hàng người khiêng lên quan tài cẩn thận từng ly từng tí lạc thanh chu đi ở phía sau cùng một bên vung giấy một bên nhẹ giọng hô. Mẫu thân, đi thôi. Chúng ta thay một nơi khác thật tốt. Nơi đó, ấm áp hơn một chút. Trong ngực tần nhị tiểu thư giúp hắn ôm tấm bản gỗ dính lấy bùng đất viết thanh chu mẫu thân chi mộ kia, cúi đầu, đi theo đằng sau quan tài, cẩn thận từng ly từng tí xuống núi. Lạc thanh chu nhìn bóng lưng nhu nhược của nàng, thêm mái tóc dài đen nhánh rũ xuống bên trên y phục tuyết trắng, trong mắt lộ ra một tia kiên định âm thanh tấu nhạc dần dần đi xa. Phần mộ bị đào lên kia một lần nữa đã bị bùn đất lấp đầy. Gió lạnh lướt qua, cho tàn tung bay bốn phía trước mộ. Những hương nến cắm trên mặt đất đã đốt hết, chỉ còn lại tàn nhang vẫn ấm áp như cũ. Bụi cỏ bên cạnh đột nhiên khẽ động, một con thỏ rừng nhỏ da lông xám trắng lặng lẽ ló đầu ra, hít hít cái mũi, nhìn về phía mâm quả dùng để tế điện trước mộ phần. Nhưng nó cũng không dám đi qua. Trước phần mộ, chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện nhiều thêm một đạo thân ảnh màu xanh nhạt, đang an tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hồi lâu sau, đợi sau khi đội ngũ dưới núi đi xa mới tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng tới đây bao giờ. Thỏ rừng nhỏ trốn ở trong bụi cỏ sớm đã không dằn nổi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra bụi cỏ, nhảy về phía trái cây đủ loại màu sắc mê người ở phần mộ lúc trước. Trăng rắc Trăng rắc trước mộ phần yên tĩnh rất nhanh vang lên âm thanh thỏ rừng nhỏ đang hưởng dụng hoa quả mộ tổ tần gia có núi có nước có thôn xóm nơi đó thật là một nơi đến rất tốt đẹp bên cạnh mộ tổ tần gia đất đai sớm đã được chọn tốt ngôi mộ mới cũng đã được đào xong sau khi đội ngũ đi vào hạ quan tài lấp đất cắm cọc dựng bia toàn bộ quá trình rất nhanh hoàn thành sau đó dâng lên hương đến tế phẩm, lại một lần nữa tế bái. Làm xong hết thảy đã là giờ thân. Được ngân giáp thiết kỵ hộ tống, đám người tần gia trở về nội thành, lần nữa dẫn tới không ít người vây xem và hộ tống đi theo. Dừng lại trước cửa tần phủ. Lạc thanh chu xuống xe ngựa, bái tạ thiếu nữ váy đen ngồi trên lưng ngựa và 50 ngân giáp thiết kỵ, chắp tay nói. Đa tạ nguyệt ảnh cô nương cùng các vị, lần này hộ tống thanh chu dời mộ phần cho mẫu thân, Thanh Chu nhất định ghi nhớ trong lòng. Nguyệt ảnh lập tức ngồi ngay ngắm, có chút cúi đầu hoàng lễ, thản nhiên nói. Công tử không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo từ. Dứt lời, mang theo ngân giáp hộ vệ dẫm tiếng vó ngựa nặng nề mà chỉnh tề rời đi. Tần gia hạ nhân bắt đầu khiên đỡ các loại vật phẩm ở trên mấy chiếc xe bò, trở về chỗ cũ. Đi thôi, về phủ. Tần Văn Chính nói một tiếng, Thần sắc uy nghiêm đứng tại bậc thang trên mặt đất. Tống Như Nguyệt vội vàng đi theo phía sau hắn, thấp giọng nói: "Lão gia, những ngân giáp hộ vệ kia đã rời đi." Tần Văn Chính quay đầu nhìn nàng nói: "A, vậy ngươi có thể bắt đầu." Tống Như Nguyệt. Phu thê hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn thoáng qua, không có lại nói tiếp, trực tiếp tiến vào phủ. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư bước lên bậc thang. Hai người nhìn nhau, tự hồ cũng có lời muốn nói, nhưng cũng không có mở miệng trước. Châu Nhi nhịn không được ở sau lưng nói. Tiểu thư, người tối hôm qua một đêm cũng không có ngủ, mau trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Tần Vi mặt trầm mặt một chút, nhìn thiếu niên bên cạnh, nói. Tỷ phu, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua bùn đất bên trên váy trắng của nàng, nói khẽ. Nhị tiểu thư, chờ một lúc ta tắm rửa xong, đổi một thân quần áo lại đi tìm ngươi. Tần Vi mặc ôm Nhu Đáp. Từng Thu Nhi cùng Châu Nhi đỡ nàng tiến vào trong phủ. Đợi bóng lưng nhu nhược của nàng biến mất chỗ góc trẻ đình viện, Lạc Thanh Chu mới thu hồi ánh mắt, quay qua nói với thiếu nữ vẫn như cũ đứng dưới đại thụ cách đó không xa. "Thiền Thiền, có thể đến đây." Tiểu Điệp vội vàng ở bên cạnh nói. "Công tử, nô tỳ về trước đi giúp người chuẩn bị nước nóng." Nói xong, đang đăng đăng chạy vào trong phủ. Khi Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền đi cùng một chỗ vào phủ không lâu, một đội hộ vệ vây quanh một chiếc xe ngựa từ cửa ngõ đi đến, đứng ở trước cửa lớn tầng phủ. Lập tức, Nam Cung Ngọc Phong một thân mãn bào màu vàng ống xuống xe ngựa. Chu quản gia nhìn thấy, vội vàng để cho người đi thông báo lão gia phu nhân, sau đó vội vàng đi xuống bậc thang nghênh đón. Lúc này, đã là chạng vạn tối, mặt trời chiều ngã về Tây lạc thanh chu trở lại tiểu viện tiểu điệp đang ở trong phòng bếp nấu nước nóng hắn lên tiếng chào hỏi tiểu nha đầu liền vào trong nhà nghĩ nghĩ đi đến trước bàn ngồi xuống mở ra một tờ giấy tuyên mài mực nâng bút bắt đầu sao chép tư mã binh pháp hôm nay trưởng công chúa cho hắn đủ mặt mũi ngân giáp thiết kỵ tự mình hộ tống hắn di chuyển phần mộ cho mẫu thân toàn bộ mạc thành chỉ có hắn được như thế đây cũng là cho mẫu thân hắn vinh quang rất lớn cho nên chuyện đáp ứng trưởng công chúa hắn muốn càng nhanh hoàn thành sau chết mấy chương tiểu điệp đã đun sôi nước nhỏ vào trong thùng tắm dược thủy luyện tạng hắn bắt đầu ngâm trong bồn tắm tắm rửa xong đổi lại áo bào sạch sẽ hắn ra cửa đi đến mai hương uyển ngẩng đầu nhìn lại trời chiều đã sắp xuống núi lúc đi vào mai hương uyển hắn đột nhiên phát hiện cửa sân đóng chặt trên cửa đã khóa lại hắn sửng sốt một chút đang lúc nghi hoặc sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của bách linh cô gia nhị tiểu thư đã đi ngươi không biết sao lạc thanh chu đột nhiên xoay người nhìn nàng hỏi đi nơi nào bách linh nhìn hắn không nói gì thêm lạc thanh chu lập tức kịp phản ứng vội vàng hỏi khi nào thì đi bách linh đáp vừa đi hẳn là còn ở cửa chính nếu cô gia đuổi theo, hẳn là còn có thể nhìn thấy. Lạc Thanh Chu nghe xong, không có chút do dự, lập tức chạy ra ngoài. Ánh mắt Bách Linh phức tạp nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên hô: "Cô gia nếu đổi ý, hiện tại còn kịp, cô gia có thể thu dọn đồ đạc, cùng nhị tiểu thư rời đi." Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói: "Ngươi đi không?" Bách Linh nghe vậy giật mình, lắc đầu. Lạc Thanh Chu không có nói thêm nữa chạy nhanh mà đi. Bách Linh nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất, đứng ở tại chỗ rung lên một hồi, mới thở dài một hơi, lẩm bẩm. Cô gia, ngươi thật ngốc, lòng thật tham. Lúc Lạc Thanh Chu chạy vội tới cửa chính, thiếu nữ yếu đuối một bộ váy áo trắng thuần, khoác lên áo lông trùng tuyết trắng đang được Thu Nhi và Châu Nhi nâng đỡ chuẩn bị leo lên xe ngựa. Tống Như Nguyệt đứng trên bậc thang, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái, vội vàng hô. Vì mặt, Tần nhị tiểu thư quay đầu, sau đó cứng người tại chỗ. Xe ngựa mở ra màn cửa. Gương mặt nam cung Mỹ triêu xinh đẹp lãnh ngạo xuất hiện ở cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên trên bậc thang, thản nhiên nói. Vi mặt, đi. Người ta đã không nỡ bỏ lại nơi này, ngươi cần gì phải tự mình đa tình, mong muốn đơn phương. Tần vi mặt xoay người, nhìn thiếu niên trên bậc thang, bờ môi giật giật, tự hồ muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra được. Ánh mắt lạc thanh chu ôn nhu mà nhìn nàng Đột nhiên mở miệng nói Nhị tiểu thư Ngươi hẳn là nên nói với ta một tiếng Tần vi mặt có chút cúi đầu Hừ Tống như nguyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng Nói với ngươi một tiếng có làm được cái gì Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi theo nàng tới kinh thành hay sao Lạc thanh chu trầm mặt một chút Nói Nhị tiểu thư Ta sẽ đi Nhưng không phải hiện tại có lẽ qua mấy ngày, có lẽ sang năm. Tần Vi mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn nói: "Tỷ phu, không có chuyện gì, Vi mặt sẽ ở bên kia chờ ngươi." Dừng một chút, nàng lại nói khẽ: "Lần này Vi mặt đi qua không chỉ là vì chữa bệnh, còn có chuyện khác, cho nên không thể không đi." Lạc Thanh Chu đột nhiên suy nghĩ chuyện Tần gia từ tước, suy nghĩ Tần gia đang chuẩn bị lui ra khỏi mặt Thành, suy nghĩ Tần gia bị toàn bộ đại gia tộc mặt Thành mơ ước về bảo tàng tần nhị tiểu thư sớm đi kinh đô, hẳn là có nhiệm vụ khác. Chữa bệnh hẳn chỉ là một lý do để che giấu. Nếu như bệnh của nàng thật có thể trị hết tại kinh đô, tuyệt đối sẽ không kéo tới hiện tại. Từng. Hắn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hắn nhìn xe ngựa trước mặt một chút, không dám lại trì hoãn bọn hắn, từ trong tay áo lấy ra hai bình sứ nhỏ trắng noãn, đi xuống bậc thang, đưa tới trước mặt của nàng, thấp giọng nói. Nhị tiểu thư, bên trong đều có hai giọt, khi nào ho ra máu lại dùng. Một lần một giọt, không thể lạm dụng. Nhớ kỹ, thứ này không thể để người khác biết. Tần vi mặt đưa tay tiếp nhận, trong mắt nhu tình như nước. Tạ ơn tỷ phu. Lạc thanh chu lui lại mấy bước, có chút cúi đầu, chắp tay nói. Nhị tiểu thư, mời lên xe đi. Xe ngựa nam cung quận vương đang chờ ở phía trước, vị quận chúa kia cũng ở trên xe ngựa lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, hắn không thể bởi vì mình mà trì hoãn thời gian của bọn hắn tần vi mặt xoay người được thu nhi cùng châu nhi nâng đỡ lên xe ngựa vừa muốn đi vào nàng đột nhiên lại quay đầu nhìn hắn nói tỷ phu giữ thu nhi lại đi để nàng ở cùng một chỗ với tiểu điệp hầu hạ tỷ phu được không thu nhi lập tức đỏ bừng cả mặt cúi đầu xuống không có lên tiếng thật ra nàng cũng không có mang y phục lạc thanh chu vừa muốn từ chối tần nhị tiểu thư ôn nhu cười nói tỷ phu thu nhi sẽ ở lại mai hương uyển tỷ phu cũng có thể dời đi qua đó ở có tiểu điệp và thu nhi hầu hạ tỷ phu tin tưởng tỷ phu hẳn sẽ không lại đi chỗ khác lạc thanh chu sửng sốt một chút nhìn chằm chằm thần sắc trong mắt nàng nhìn mấy lần lúc này mới kịp phản ứng nơi khác kia hẳn là chỉ là thanh lâu hoặc là chỗ của nữ tử khác mà thu nhi chỉ sợ không phải đơn thuần là tiểu nha đầu hầu hạ hắn chỉ sợ còn gánh vác sứ mệnh khác. Thu Nhi, phải thật tốt hầu hạ cô gia nha. Khóe miệng tần nhị tiểu thư bỗng nhúc nhích, lại dặn dò một tiếng, tiến vào xe ngựa. Châu Nhi đi theo. Thu Nhi đỏ mặt, cúi đầu, đứng ở bên cạnh xe ngựa, cũng không nói lời nào, tựa hồ đã sớm biết và tiếp nhận nhiệm vụ này. Lạc Thanh Chu không dám lên tiếng nữa. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Đầu tần nhị tiểu thư ló ra từ cửa sổ, khua tay với hai người ở trên bậc nói phụ thân mẫu thân vi mặt đi trước nhớ kỹ chiếu cố tốt tỷ phu tống như nguyệt đang nghe truyện trên tv audio cv lanh mồm lanh miệng nói thẳng yên tâm đi mẫu thân sẽ xem trọng hắn lạc thanh chu một nha hoàng không đủ còn muốn xúc động cả nhà sao hắn cảm thấy tần nhị tiểu thư nói câu sau cùng nên đổi thành nhớ kỹ giám thị tốt tỷ phu mới đúng hắn đột nhiên phát hiện hôm nay tâm nhãn tần nhị tiểu thư đột nhiên nhỏ đi trước kia nàng cũng không phải dạng này cho dù hắn đi thanh lâu nàng cũng sẽ hỗ trợ giấu giếm nhiều nhất chỉ là sâu kín nói thầm vài câu bây giờ lại trắng trợn phát động cả nhà đến giám thị hắn tỷ phu chiếu cố tốt tỷ tỷ chiếu cố tốt bách linh cùng hạ thiền phụ thân cùng mẫu thân còn có nhị ca bọn hắn đều giao cho tỷ phu tần nhị tiểu thư lưu luyến không rời vẫy tay với hắn lạc thanh chu giơ tay lên quơ quơ về phía nàng đột nhiên nói nhị tiểu thư nếu như thân thể thực sự không kiên trì nổi nhất định phải viết thư trở về tần nhị tiểu thư nói tỷ phu sẽ lập tức đi kinh đô sao lạc thanh chu đáp nhất định sẽ đi xe ngựa tăng nhanh tốc độ rất nhanh chạy ra cửa ngõ lúc đi trên đường phố màn cửa một bên khác toa xe mở ra ánh mắt nam cung mỹ kêu từ cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn về phía đầu hẻm nhỏ kia. Tần nhị tiểu thư lẩm bẩm. Tỷ phu, gặp lại. Nàng thì lẩm bẩm ở trong lòng. Tiện nhân, cũng không thấy nữa. Cửa lớn ra vào tầng phủ. Lạc thanh chu nhìn cửa ngõ trống không, lại đứng một hồi mới xoay người, chuẩn bị trở về phủ. Tống như nguyệt lại do dự một chút, lạnh mặt nói. Nghe vi mặt, đêm nay dọn đi mai hương nguyễn đi. Nơi đó lớn, ở dễ chịu hơn một chút nàng đi chuyến này hẳn là không trở về ở nữa. Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính nói. Vâng, nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt nhìn hắn, bờ môi giật giật, tự hồ muốn cảnh cáo hắn vài câu, lại không dám mở miệng, đành phải quay đầu nhìn về phía lão gia nhà mình, bờ môi động đậy mấy lần. Môi ngữ, lão gia, vi mặt không ở đây, nhanh gõ hắn. Tần Văn Chính giả bộ như không nhìn thấy, hai tay chắp sau lưng, quay người tiến vào trong phủ. Tống Như Nguyệt gặp hắn rời đi, lập tức e sợ, không còn dám đơn độc ở lại đối mặt với tiểu tử này, lập tức xám xịt bước nhanh đi theo. Đợi hai người vào phủ, Lạc Thanh Chu mới bước lên bậc thang. Thu Nhi một bộ váy áo vàng nhạt, trên mặt mang theo hai vết đỏ ẩn nhàn nhạt, cúi đầu, cùng đi ở phía sau hắn, suy nghĩ thời gian về sau đi theo cô gia sinh hoạt, trái tim lập tức thịt 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 đập loạn. Tiểu thư nói, để nàng về sau ở cùng tiểu điệp một chỗ hầu hạ cô gia, muốn để cô gia hảo hảo ở nhà đọc sách. Lúc Lạc Thanh Chu mang theo nàng đi đến Mai Hương Uyển, dừng bước. Thu Nhi vội vàng cầm chìa khóa, tiến lên mở ra cửa sân, nói khẽ. Cô gia, trong phòng đã thu thập xong, cô gia có muốn vào xem trước một chút hay không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, đi vào. Trong đình viện, hoa đào đang nở rất xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp từng đứng lặng dưới cây hoa đào kia cũng đã không còn. Thời gian thấm thoát trong nháy mắt đã đến lúc ăn tết từ sau khi tần nhị tiểu thư rời đi lạc thanh chu đang ở nhà một lòng đọc sách vào đáy hồ một lòng tu luyện ban đêm thì thần hồn xuất khiếu ở dưới ánh trăng tu luyện thần hồn sau đó lại kể chuyện xưa truyền pháp cho nguyệt tỷ tỷ và tiểu nguyệt muội muội trừ cái đó ra buổi chiều cách một ngày sẽ còn tiến cung hai canh giờ để phục vụ cho trưởng công chúa dùng sở trường của mình bổ sung nơi nào đó trống không của trưởng công chúa thời gian trôi qua phong phú tràn đầy. Đầu thông đạo kia ở dưới đáy hồ đã được mở ra trọn vẹn hơn 100 mét. Địa thế dốc đứng, một mực hướng xuống phía dưới. Trên đường, hài cốt càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ yêu thú, lại còn phát hiện nhân loại. Đồng thời còn xuất hiện binh khí và một vài khôi giáp mục nát có vết trĩ loan lỗ. Hiển nhiên, lòng đất đã từng phát sinh qua đại chiến kịch liệt. Cái này khiến Lạc Thanh Chu càng ngày càng hoài nghi bảo tàng tần phủ trong truyền thuyết có khả năng giấu ở sâu trong lòng đất mà có thể có quan hệ đến những yêu thú kia. Nhưng lúc nào có thể triệt để đã thông, vậy thì cũng không biết. Buổi chiều ngày giao thừa. Lạc Thanh Chu được Nguyệt Vũ đón tiếp tiến cung, đến trưởng công chúa nơi đó nghe tin tức phán quyết đến từ Kinh Đô. Tội mưu phản cũng không thành lập. Căn cứ hình bộ một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật, tống gia ngoại trừ mấy bài thơ phản ra, cũng không có chứng cứ phạm tội mưu phản khác, mà lai lịch mấy bài thơ phản kia cũng còn bị nghi vấn. Bất quá, bởi vì Tống gia trực tiếp thừa nhận mấy bài thơ phản đó là bọn hắn sáng tác ở trước mặt mọi người, sau cùng phán quyết vẫn như cũ là chém đầu cả nhà. Trương gia và Vương gia, bởi vì đệ tử gia tộc trực tiếp tiếp xúc cùng tội phạm Tống gia, gia chủ hai nhà và thành viên quan trọng trong tộc đều bị hình phạt xử trảm hoặc lưu vong. Về phần thành quốc phủ, Nam cung Hỏa Nguyệt nói đến đây, Nhìn Thiếu Niên trước mặt một chút, tiếp tục nói. Bởi vì người tham gia chỉ là một người ngoài, cho nên cũng không có hình phạt. Chỉ là phạt bổng lộc 5 năm, năm của Lạc Diên Niên, thu hồi phong tứ cáo mệnh phu nhân của Vương thị kia, đồng thời, trưởng tử thành quốc phủ, Lạc Trường Thiên bị giáng xuống một cấp. Lạc Thanh Chu nghe xong, im lặng không nói. Nam cung Hỏa Nguyệt nâng bình trà lên, vì hắn châm một ly trà, ý vị thâm trường nhìn hắn nói. Tiên sinh, thánh thượng vừa kế vị 3 năm, lấy nhân trị thiên hạ, sẽ không bởi vì chỉ là mấy bài thơ phản liền diệt đi toàn bộ đại gia tộc Mạc Thành. Huống chi, những gia tộc này còn dân tặng số lượng lớn bảo vật, hối lộ quý tộc Kinh Đô và những sủng thần. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, vị trưởng tử kia của thành quốc phủ có quan hệ với thánh thượng không phải bình thường. Vụ án này, thánh thượng thế nhưng tự mình tham gia thẩm tra. Lạc Thanh Chu cúi đầu, chắp tay nói. Đa tại điện hạ cáo tri nam cung hỏa nguyệt bưng lên ly trà ở trước mặt nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhìn hắn nói tiên sinh cho dù bọn hắn thật mưu phản chỉ cần thánh thượng nói một câu liền có thể cải biến sinh tử của bọn hắn đây chính là quyền lực quyền lực có thể quyết định sinh tử của người khác có thể quyết định gia tộc nào có tồn tại hay không tồn tại thậm chí có thể đổi trắng thay đen đổi cả càng khôn lạc thanh chu ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút đứng dậy chắp tay nói Điện hạ, thời gian đã không còn sớm, tại hạ cần phải trở về. Nam Cung Hỏa Nguyệt hiếp hiếp con ngươi, chậm rãi để chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tiên sinh, qua hết năm, bản cung sẽ rời khỏi nơi này. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Bản cung biết, mặt thành nho nhỏ này chứ không nổi tiên sinh. Lấy tài hoa của tiên sinh, sang năm thi hương nhất định cao trung, đến lúc đó có lẽ chính là thời điểm tiên sinh bắt đầu hiển lộ tài năng bất quá, luôn có một số người và chuyện sẽ không theo ý mình. Tiên sinh, mặc kệ về sau có gì khó khăn, đều có thể đi tìm bản cung. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cho dù phạm phải tội danh mất đầu, bản cung cũng sẽ bảo đảm tiên sinh không việc gì. Lạc Thanh Chu không người nói. Đa tại điện hạ. Nam cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn chầm chầm chỉ chốc lát, nói, "Nguyệt Vũ, đưa tiên sinh hồi phủ." Vâng, Điện Hạ. Ngoài cửa truyền đến âm thanh cung kính của Nguyệt Vũ. Lạc Thanh Chu cáo lui rời đi. Vừa đi đến cửa ra vào, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lại nói. Tiên sinh, Tần Nhị Tiểu Thư rời đi, tiên sinh có tịch mịch. Hoa cốt thế nhưng vẫn luôn đang chờ tiên sinh. Lạc Thanh Chu nói. Đa tạ ý đẹp của Điện Hạ, chỉ là trong nhà tại Hạ có nương tử, có nha hoàng, cũng không tịch mịch. Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười, không nói gì thêm lạc thanh chu ra cửa nam cung hỏa nguyệt lại ngồi trước bàn một hồi vừa quay người kéo lấy váy hỏa hồng đi tới phía trước cửa sổ nhìn phía biên ương lâu xa xa lạc thanh chu ra khỏi cung điện lên xe ngựa vừa ngồi xuống một làn gió thơm đánh tới nguyệt vũ đi đến ngồi xuống đối diện với hắn sau đó hỏi lạc công tử ta có thể ngồi ở bên trong nói chuyện với ngươi được không Lạc Thanh Chu nhìn thấy nàng đã ngồi xuống, không có trả lời. Xe ngựa bắt đầu chuyển động. Nguyệt Vũ trầm mặt một lát, có chút thương cảm. Lạc công tử, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi, điện hạ nói với ngươi chưa? Lạc Thanh Chu quay đầu, vén màn cửa lên, nhìn về phía bên ngoài. Phía sau xe ngựa không có một ai. Có lẽ biết hắn đến trưởng công chúa nơi này cũng không có nguy hiểm, hạ thiền không tiếp tục đi theo. Nhà đầu kia gần đây nhìn thấy bề bộn nhiều việc ngoại trừ đang luyện một bộ kiếm pháp khác càng nhanh hơn ra nàng giống như đang ngồi tu luyện nội công tâm pháp không biết công pháp của nàng từ đâu mà tới lạc thanh chu hỏi một lần nàng không có trả lời về phần bách linh hắn đã thật lâu cũng không yêu thương miệng nhỏ nha đầu kia từ khi tần nhị tiểu thư rời đi nha đầu kia liền rất cảnh giác đối với hắn chưa từng để hắn tiếp cận mỗi lần vừa nhìn thấy hắn liền chạy mất dạng đối với hắn ám chỉ cũng là thờ ơ Lạc Thanh Chu có chút buồn bực. Gần đây luyện tạng, tinh lực dồi dào, hỏa khí tràn đầy, ngoại trừ mỗi ngày ở dưới thông đạo đáy hồ phá đá ra, thực sự không có chỗ phát tiết. Hắn tối hôm qua nhịn không được đi Linh Thiền Nguyệt cung, ám hiệu một câu đối với nha đầu kia. Một lần cơ hội cùng phòng với đại tiểu thư tháng này, có thể cho sao? Nha đầu kia trực tiếp trả lời. Không có, về sau càng không có. Cô gia lần trước không phải nói chờ ngươi thi hương cao trung liền muốn bỏ tiểu thư nhà ta sao? hừ, còn có mặt mũi đòi tiểu thư nhà ta cùng phòng, nằm mơ. lạc thanh chu nhiệm không được nói, rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi nói bỏ ta trước. nha đầu kia nói thẳng, tiểu thư nhà ta có tư cách nói, cô gia ngươi không có tư cách nói. dù sao cô gia về sau đừng nghĩ cùng phòng với tiểu thư nhà ta, tìm hai nha đầu động phòng của nhà ngươi kia đi. lạc thanh chu hậm hực quay về từ khi hắn chuyển vào Mai Hương Uyển, Tiểu Điệp liền ngủ cùng Thu Nhi. Hai tiểu nha đầu có quan hệ rất tốt, có trò chuyện không hết chủ đề. Hắn mỗi lần thần hồn xuất khiếu đi qua nhìn trộm liền thấy hai tiểu nha đầu cởi trống trơn ngủ cùng một chỗ, hắn nào có ý đi quấy rầy. Thời điểm trong đầu hắn suy nghĩ lung tung, Nguyệt Vũ lại mở miệng nói. Công tử, ngươi thật không muốn hoa cốt sao? Hoa cốt xinh đẹp và ôm nhu như vậy, lại tình hữu độc chung đối với công tử, mỗi ngày đều xem đi xem lại thi từ cùng cố sự của công tử, mỗi ngày đều đọc của công tử đây. Tình hữu độc chung ý là tiếp xúc với nhau lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, nói thẳng. Ta là người ở rễ, không có tư cách chủ động muốn thiếp và muốn nha hoàng. Nguyệt Vũ cô nương nếu cảm thấy nàng đáng thương, có thể tự mình muốn nàng. Nguyệt Vũ sửng sốt một chút, giơ tay lên sờ miệng nhỏ của mình một cái xe ngựa dừng lại trước cửa lớn tầng phủ. Sau khi lạc thanh chu xuống xe, phát hiện hai bên cửa lớn đã dán lên liên mới, hai bên cửa cũng dán câu đối màu đỏ. Chu quản gia đang ôm một dây pháo nổ, bày xong lên cây ở ngoài cửa lớn. Nhìn thấy hắn trở về, Chu quản gia vội vàng nói: Cô gia, lão gia và phu nhân đều chờ đợi ngươi đón năm mới đây, mau vào đi thôi, nô tài sắp đốt pháo. Ba mươi Tết, tới vội vàng không kịp chuẩn bị nguyệt vũ ở trên xe ngựa vén màn cửa lên ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn vui mừng này vẻ mặt hốt hoảng một chút đột nhiên đi lên bậc thang nói với thiếu niên lạc công tử nguyệt vũ có thể lưu lại ăn cơm tối mới đi không lạc thanh chu quay đầu nhìn nàng một cái nói thẳng thật có lỗi không có làm cơm cho ngươi nguyệt vũ lạc thanh chu không có lại để ý đến nguyệt vũ bước nhanh tiến vào trong phủ màn cửa buông xuống xe ngựa chậm rãi rời đi chu quản gia nhìn thoáng qua đốt pháo Lớp bốt tiếng pháo nổ huyên náo tuyên cáo bữa cơm đoàn viên bắt đầu lạc thanh chu đi rửa tay đi thẳng đến sảnh chính ăn cơm tần văn chính cùng tống như nguyệt đã ngồi xuống tần đại tiểu thư cũng ngồi ở bên cạnh bách linh cùng hạ thiền đứng ở sau lưng nàng bách linh cầm trong tay hoa hạ thiền cầm trong tay kiếm một trái một phải một hồng một xanh đều xinh xắn động lòng người sau khi lạc thanh chu vào cửa không mình hành lễ nhạc phụ đại nhân nhạc mẫu đại nhân đại tiểu thư tần văn chính ôn hòa nói thanh chu đến ngồi bên cạnh kim gia lạc thanh chu đi qua nhìn thân ảnh tuyết trắng thanh lãnh kia một chút đem ghế xê dịch ra phía ngoài một chút mới cúi đầu ngồi xuống tần văn chính bưng chén rượu lên rót đầy một chén đặt ở trước mặt hắn cười nói thanh chu rượu này là rượu trái cây không say lòng người, bồi nhạc phụ uống vài chén. Bờ môi tống như nguyệt hơi động, không nói gì. Lạc Thanh Chu bưng chén rượu lên, đặt ở trước mặt mình, nói. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Tần Văn Chính nhìn về phía khuê nữ của mình, nói. Kim gia, ngươi uống không? Tần Đại Tiểu Thư khẽ lắc đầu. Tần Văn Chính lại rót một chén cho mình, bưng lên nói. Thanh Chu, đến, hai người chúng ta uống trước một chén, chúc ngươi sang năm thi hương cao trung. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lạc Thanh Chu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bách Linh đứng ở phía sau nhìn hắn, nghe được hai chữ thi hương, lập tức nhếch miệng, hung hăng xé rách cánh hoa vô tội trong tay. Uống rượu xong. Một nhà bốn miệng, trầm mặt ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thanh Chu đứng dậy, đang muốn cùng tần đại tiểu thư rời đi, tống như Nguyệt đứng lên, từ trong ngực lấy ra một phong thư, lạnh mặt nói. Vi mặt từ kinh đô gửi trở về, chuyên môn viết cho ngươi. Sau đó lại tăng thêm một câu. Cũng chỉ viết cho một mình ngươi. Lạc thanh chu vội vàng đi tới, tiếp trong tay, ngưng mắt xem xét, phong thư đã có dấu vết bị mở ra. Ta cũng không có nhìn lén, là Mai Nhi không cẩn thận mở ra. Tống như Nguyệt hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Mai Nhi đứng hầu ở sau lưng nàng cúi đầu, gương mặt đỏ lên, không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu không dám nhiều lời, cầm thư, cùng Tần Đại Tiểu Thư một chỗ lui xuống. Màn đêm buông xuống. Trên đường phố phía ngoài liên tiếp vang lên tiếng pháo nổ cùng âm thanh tiểu hài vui đùa ầm ĩ. Hai bên bờ sông, từng đợt từng đợt pháo hoa bay lên không, ở trong trời đêm phát ra sắc thái hoa mỹ, chiếu sáng cả mặt thành. Đêm giao thừa náo nhiệt, ở bên ngoài nở rộ ánh sáng đủ màu. Mà bên trong tầng phủ lãnh lãnh thanh thanh như cũ. Tần nhị tiểu thư rời đi Tần đại công tử không có Tần nhị công tử lại đang bế quan tu luyện nha hoàng người hầu Sai đi hơn phân nữa Đêm đoàn viên cũng không đoàn viên Chỉ có một người ở rễ Một tần đại tiểu thư không phải tâm biết lại hơn cả tâm biết cùng nhau đi một vòng cả phủ Giờ phút này Đôi phu thê không giống như là phu thê này đang một trước một sau đi bên trên hành lang Ai cũng không nói gì Lúc đến Mai Hương Nguyễn, Lạc Thanh Chu mới dừng lại bước chân, mở miệng nói: "Đại tiểu thư, vậy ta đi vào trước." Bách Linh lập tức quay đầu nói: "Cô gia, ngươi nhất định phải tự mình về trước mà không phải đưa tiểu thư nhà ta về tiểu viện trước à?" Hạ Thiền cũng quay đầu lại, hai con ngươi lạnh như băng nhìn hắn. "Tốt thôi." Lạc Thanh Chu đành phải kiên trì, tiếp tục đi phía trước. Nói thật, đi cùng tầng đại tiểu thư một chỗ rất xấu hổ hoàn toàn không có lời để nói. Bách Linh quyệt miệng nói. Hừ. Lạc Thanh Chu nhìn chầm chầm miệng của nàng. Bách Linh biến sắc, mân mê miệng nhỏ lập tức nhấp môi, vội vàng dùng tay che lấy, chạy tới phía trước hạ thiền, tố cáo. Thiền thiền, cô gia lại muốn khi dễ miệng nhỏ người ta, ngươi nhanh trừng phạt hắn. Hạ thiền lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lạc Thanh Chu nhìn không chớp mắt về phía nơi khác. Rất nhanh, đi vào linh thiền nguyệt cung tần đại tiểu thư vẫn không có nói chuyện trực tiếp tiến vào đình viện hạ thiền cũng đi vào theo bách linh dừng lại nơi cửa quay đầu nói cô gia ngươi có đi vào không lạc thanh chu ở bên ngoài dừng bước lại lắc đầu dương lên lá thư trong tay nói ta còn muốn trở về xem thư nói xong xoay người chuẩn bị rời đi bách linh vội vàng nói cô gia Lạc Thanh Chu quay đầu lại hỏi Làm gì? Bách Linh vụng trộn nhìn thoáng qua thứ trong tay hắn Trên mặt lập tức lộ ra hai cái lúng đồng tiền ngọt ngào Cười tươi như hoa Cô gia tiến vào nhìn thiền thiền luyện kiếm Thiền thiền gần đây học xong kiếm chiêu mới Rất dễ nhìn Lạc Thanh Chu nói Lần sau đi, ta về trước đọc thư Bách Linh vội vàng lại nói Cô gia, cái kia, Ngươi đêm nay có thể thử hỏi tiểu thư nhà ta một chút, hỏi nàng muốn cùng phòng hay không? Lạc Thanh Chu xoay người lại, hỏi lại. Ngươi xác định. Gương mặt Bách Linh đỏ lên, nhăn nhó nói. Không xác định. Lập tức lại vội vàng nói. Bất quá cô gia có thể hỏi một chút, nói không chừng tiểu thư sẽ đồng ý. Lạc Thanh Chu suy tư một chút, nói. Tốt, vậy ta đi hỏi một chút. À Bách Linh, Ngươi trước cầm dùng ta phong thư này, chờ một lúc ta ra, ngươi đưa lại cho ta. Cương mặt Bách Linh lập tức vui vẻ đưa tay nói. Ừm ừ. A. Ừ. À. Lạc Thanh Chu lúc đến gần nàng, đột nhiên bắt lại bàn tay nhỏ của nàng, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực, lập tức hôn một ngụm lên trên cái miệng nhỏ của nàng. Ngô. Bách Linh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, khẩn thiết bất lực đánh lòng ngực của hắn, thà chết chứ không chịu khuất phục giải dụa. Một lát sau, Lạc Thanh Chu buông lỏng nàng ra, thân thể cứng nhắc nói: "Ngươi làm gì?" Bách Linh đỏ mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cô gia, ngươi xấu, ngươi lại khi dễ người ta, ô ô." Mặt mũi Lạc Thanh Chu tràn đầy xấu hổ, nhìn phía sau nàng một chút, thấp giọng nói: "Lấy ra nắm tay, hạ thiền tới." Bách Linh biến sắc, lập tức lấy nắm tay ra từ bên trong y phục của hắn. "Cái kia" ta đi về trước. Lạc Thanh Chu phất phất tay, bước nhanh rời đi. Đi được một khoảng cách, dùng tay xoa ngực, miệng tê một tiếng nói. Quả nhiên là nha đầu kia, lần trước làm ta sưng lên, vừa rồi lại kéo lại bóp, vô cùng thuần thục. Không biết nhị tiểu thư ở trong thư viết cái gì. Hắn bước nhanh trở lại Mai Hương Uyển, được Thu Nhi phục thị cởi giày, tiến vào trong thư phòng đã từng thuộc về tầng nhị tiểu thư, không kịp chờ đợi ngồi ở bên trên giường mỹ nhân, lấy thư ra, mở rộng dưới ánh đèn chữ nhỏ quen thuộc xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt tỷ phu vi mặt nhớ mẫu thân nhớ cha cũng nhớ tỷ tỷ nhớ hết thảy mọi người bên trong tầng phủ tỷ phu ngươi còn tốt chứ đọc sách thế nào lúc đầu vi mặt nói qua hết năm sẽ giúp tỷ phu ra đề mục cùng tỷ phu một chỗ cố gắng đọc sách thế nhưng vi mặt nuốt lời thật có lỗi vi mặt ở chỗ này rất tốt tỷ phu mẫu thân các ngươi không cần lo lắng. Phủ đệ của Mỹ kiêu tỷ thật lớn, so với ba cái tầng phủ chúng ta còn lớn hơn nữa. Vi mặt mỗi ngày ngoại trừ đọc sách ra sẽ còn nghe Mỹ kiêu tỷ và nha hoàng trong phủ nói chuyện kinh đô. À tỷ phu, hôm qua vi mặt và Mỹ kiêu tỷ đi ra ngoài còn gặp một người bạn. Tỷ phu đoán xem là ai? Tô Thanh Nguyễn, tỷ phu còn nhớ chứ? Nữ tử nửa đêm đi đến cửa sổ phòng ngươi, một ngươi làm thơ ấy, nhà của nàng ở kinh đô chúng ta hàng huyên thật lâu. Tỷ phu, bài Vịnh Mai kia của ngươi ở Kinh Đô đã truyền khắp toàn bộ văn đàn, tất cả mọi người đang tìm ngươi đây. Nghe nói rất nhiều thư viện đều muốn chiêu tỷ phu đi vào. Tỷ phu thật lợi hại, người còn không có đến Kinh Đô, văn nhân tài tử Kinh Đô người người đều biết. Mẫu thân cũng rất lợi hại. Còn nửa tỷ phu, còn có bài ngươi làm ở mặt thành thủy điệu ca đầu kia, tỷ phu biết ở Kinh Đô có bao nhiêu lửa không? Nghe nói tất cả thanh lâu và nghệ nữ kinh đô đều đang hát bài ca này. Tất cả mọi người nói có thể làm ra loại từ thần tiên này, nhất định là trích tiên trên trời hạ phàm, phàm nhân không thể nào làm ra. Tỷ phu ngươi thật sao? Còn thành thật hơn nói cho vi mặt. Mẫu thân, vi mặt yêu ngươi. Tỷ phu, vi mặt muốn thương lượng với ngươi một việc. Vi mặt muốn lấy mấy chuyện xưa mà tỷ phu giảng như Tây Sương Ký cùng Hồng Lâu Mộng đều xuất ra đi xuất bản, sau đó hợp tác đi bán cùng tiệm sách, hoặc là chính vi mặt cũng mở một tiệm sách. Tỷ phu, nhất định sẽ có rất rất nhiều người thích. Chúng ta về sau muốn sinh hoạt tại Kinh Đô, rất cần tiền, không thể luôn luôn dựa vào Mỹ kiêu tỷ. Vi mặt muốn trước khi tỷ phu đến, mua một gian sân nhỏ tại Kinh Đô. Sau đó cùng tỷ. Tỷ, mẫu thân, tất cả mọi người ở cùng nhau. Đương nhiên, vi mặt muốn xuất bản sách, chủ yếu là muốn tạo ra một chút thanh danh cho tỷ phu trước tiên ở Kinh Đô. Tỷ phu, thanh danh nơi này rất quan trọng. Tỷ phu yên tâm, vi mặt sẽ không viết danh tự của tỷ phu, danh tự sẽ viết lạc mặt, có được hay không? Thật ra viết nguyệt mặt cũng được, vi mặt và mẫu thân. Bất quá dù sao cũng là tỷ phu viết, vẫn nên viết lạc mặt đi. Tỷ phu, sau khi vi mặt đi, mẫu thân không tiếp tục khi dễ ngươi chứ. Hẳn không có, dù sao mẫu thân tâm địa thiện lương tính tình cũng tốt mà trong lòng một mực yêu thương tỷ phu tỷ tỷ còn tốt chứ có nói chuyện cùng tỷ phu hay không bách linh và hạ thiền thì sao quan hệ giữa hạ thiền và tỷ phu có tốt hơn hay không tỷ phu hạ thiền thật đáng thương thật đáng yêu tỷ phu nhất định phải hảo hảo đối xử với nàng mà tỷ phu hài lòng với sự phục vụ của thu nhi không tỷ phu không cần tiết chế phi mặt đã sớm nói với thu nhi về sau để nàng làm nha đầu động phòng của tỷ phu cho nên tỷ phu cứ để cho nàng thì tẩm cứ nói thẳng với nàng là được trưởng công chúa nơi đó có lại làm khó tỷ phu hay không hẳn là sẽ không tỷ phu có tài hoa như vậy lợi hại như vậy không người nào dám khó xử tỷ phu ngoại trừ mẫu thân không sợ tỷ phu ai cũng sợ tỷ phu cần đối xử với mẫu thân tốt một chút phải yêu mẫu thân giống như vi mặt yêu nàng như thế, biết không? Tỷ phu, thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi sau khi tỷ phu thi hương xong, vi mặt cho tỷ phu một kinh hỉ. Đúng rồi, Mỹ kiêu tỷ hai ngày trước ở bên ngoài đánh nhau với người ta, đối diện năm người, đều bị Mỹ kiêu tỷ dùng vôi phấn làm cho bỏng con mắt và mặt, quận vương điện hạ rất tức giận, chất vấn nàng tại sao muốn dùng vung vôi thủ đoạn hèn hạ như vậy. Những người ở trong phủ khác đều đang chê cười Mỹ kiêu tỷ, nói Mỹ Kiêu Tỷ là vui nữ hiệp. Tỷ phu, Mỹ Kiêu Tỷ là học của ai? Vi mặt nhớ mẫu thân. Tỷ phu, trong lòng vi mặt còn có thật nhiều thật nhiều điều muốn nói với tỷ phu, thế nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Lần sau đi, vi mặt sẽ còn viết thư. Tỷ phu, an. Vi mặt yêu mẫu thân. Lạc Thanh Chu xem hết phong thư này, trung lên một hồi, lại nhìn một lần. Xem ra tần nhị tiểu thư ở kinh đô trôi qua rất tốt Hẳn là cũng không tiếp tục ho khan Tần nhị tiểu thư thật sự là liệu sự như thần Biết được vị mẫu thân đáng yêu kia của nàng khẳng định sẽ nhìn lén phong thư này Cho nên Công tử, muốn tắm rửa chưa? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hỏi của tiểu điệp Lạc thanh chu lấy lại tinh thần ngẩng đầu, nhìn sắc trời bên ngoài một chút Nói Được Tiểu điệp và thu nhi rất nhanh khiên thùng tắm vào đặt ở sau tấm bình phong. Sau khi rót nước nóng vào trong thùng tắm, Lạc Thanh Chu lại nhỏ một giọt dược thủy luyện tạng vào. Sau đó cởi sạch quần áo tiến vào trong thùng, ngâm vào trong nước. Mặc dù đã ở Mai Hương Nguyễn rất lâu, mặc dù Tần Nhị Tiểu Thư cũng đã nói, Thu Nhi về sau sẽ là nha đầu động phòng của hắn, nhưng khi hắn tắm, vẫn không có để Thu Nhi đi vào. Chuyện hắn tu luyện, không muốn lại để cho bất kỳ kẻ nào biết. Tiểu Điệp cầm thăng mặt tiến đến, đứng ở phía sau, giúp hắn xoa lưng, lại ngẩng cổ hướng về trong thùng nhìn lén. Đáng tiếc, trong thùng nước đều biến thành màu đỏ. Bất quá những màu đỏ kia đang nhanh chóng trở thành nhạt. Không bao lâu. Lạc Thanh Chu đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ dược thủy trong nước, lục phủ ngũ tạng và từng cái huyệt khiếu đều giống như có một cổ nhiệt lưu kỳ dị đang lưu động. Công tử, qua Tết. Tiểu điệp một bên giúp hắn đấm lưng, một bên thấp giọng nhắc nhở. Lạc Thanh Chu nói nha tiểu điệp vĩnh lên miệng nhỏ công tử chính người nói chờ qua hết năm người liền người liền lạc thanh chu mở mắt ra nói không phải còn đang ăn tết sao hôm nay mới là giao thừa còn không có qua hết năm đây tiểu nha đầu nghe xong lập tức cao hứng trở lại đỏ mặt nói công tử nói như vậy người sẽ không đổi ý lạc thanh chu nói bản công tử giống như là người nói chuyện không tính toán gì hết sao tiểu nha đầu quệt miệng nói giống công tử đã lừa người ta nhiều lần rồi lạc thanh chu không có lại để ý đến nàng tắm rửa xong sau khi khiêng thùng tắm đi ra hắn về tới thư phòng vừa ngồi xuống đột nhiên cảm thấy trong bụng dâng lên một cổ nhiệt khí toàn thân rất nhanh trở nên khô nóng lúc luyện tạng lục phủ ngũ tạng đều đang nhanh chóng vận chuyển nhiệt độ toàn thân đang gia tăng hỏa khí tràn đầy, có đôi khi huyết nhục toàn thân như hỏa diễm đang bốc cháy, cực kỳ khó chịu. Lúc này liền muốn nghĩ biện pháp tháo lửa. Chẳng lẽ vừa rồi dọc dược thủy luyện tạng kia sinh ra hiệu quả? Lạc Thanh Chu lập tức trở về đến trên giường, nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu hô hấp thổ nạp, vận chuyển nội công tâm pháp, lắng lại nội hỏa. Thời gian một nén nhang đi qua. Hắn không chỉ không bình tĩnh trở lại, ngược lại càng ngày càng sao động bất an. Không đúng, không phải là mấy chén rượu trái cây kia đó chứ. Đêm nay lúc ăn bữa cơm đoàn viên, hắn được vị nhạc phụ đại nhân kia nhiệt tình mời, uống chí ít năm chén rượu. Rượu kia vừa vào miệng đã ngọt ngào, cảm giác không thấy có tử kinh gì. Lúc ấy cảm thấy tựa như là nước trái cây, nhưng bây giờ suy nghĩ, tựa hồ có chút không đúng. Nếu quả như thật không có một chút tử kinh và hiệu quả khác, chỉ là nước trái cây ngọt ngào, vị nhạc phụ đại nhân kia khẳng định sẽ không uống hưởng thụ như vậy không được. Hắn cảm giác càng ngày càng khô nóng, mà lại phi thường khó chịu, căn bản không cách nào lại tĩnh tâm vận chuyển nội công tâm pháp. Ai ngờ đúng vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lập tức, Thu Nhi đầu duỗi vào, trên mặt mang theo hai vết đỏ ửng, xấu hổ lên tiếng nói. Cô gia, đêm nay muốn nô tỳ cùng người không? Không biết có phải là tần nhị tiểu thư phân phó hay không, nha đầu này mỗi đêm đều sẽ tới hỏi một tiếng lạc thanh chu trong khoảng thời gian này mặc dù có chút nghẹn nhưng nghĩ tới tiểu điệp ở chỗ này mà tiểu điệp sớm đã đặt trước rất lâu cho nên thật không có ý tứ mỗi lần đều sẽ nghiêm trang từ chối nhưng đêm nay thu nhi hỏi xong thấy hắn không có trả lời cứ nghĩ sẽ bị từ chối giống như những lần trước đang lúc lùi đầu về khóa cửa lại trên giường đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh nhàn nhạt muốn vào đi thu nhi ngẩn ngơ âm thanh kia đột nhiên lại nói đợi thêm một lát chờ tiểu điệp đi ngủ bóng đêm càng đậm trong cơ thể lạc thanh chu càng thêm khô nóng khó chịu lúc này khẳng định không thể thần hồn xuất khiếu nếu là thần hồn không có ở đây nhục thân không có chỗ dựa vào những khí lưu khô nóng trong cơ thể kia không cách nào vận chuyển chỉ sợ sẽ thảm hại hơn hắn đứng dậy đi thổi tắt ngọn đèn khóa cửa sổ chỉ có một cây nến đỏ to ở trên bàn phía trước cửa sổ còn đang cháy để cả phòng có ánh sáng mờ nhạt nóng quá hắn cởi bỏ quần áo kéo xuống màn che khoanh chân ngồi xuống lần nữa vận chuyển nội lực tĩnh tâm ngưng thần bọc lấy cổ khí lưu khô nóng kia chuẩn bị lặp đi lặp lại lưu động từng cái huyệt khiếu quanh thân sau đó chậm rãi bài trừ từ trong lỗ chân lông nếu như chỉ là cảm giác nóng bỏng do luyện tạng mang tới loại phương pháp này vẫn rất hữu dụng nhưng hiển nhiên đêm nay khô nóng trong cơ thể không chỉ đến từ dược thủy luyện tạng khả năng rất lớn là mấy chén rượu trái cây có thêm vào dược liệu gì đó kỳ kỳ quái quái rất có thể là vị nhạc phụ đại nhân kia cảm thấy thân thể hắn yếu đuối muốn bồi bổ cho hắn một chút bình thường ngược lại là không có chuyện gì chỉ là hiện tại hắn đang luyện tạng bên trong vốn đã nóng bỏng nghiêm trọng đêm nay ngâm trong bồn tắm lại vừa hút vào dược thủy luyện tạng năng lượng đang nhanh chóng phóng thích Kết quả hiện tại lại uống nước thuốc đại bổ, trong lúc nhất thời, tất cả năng lượng xen lẫn trong cùng một chỗ bộc phát. Cái này để hắn như thế nào tiếp nhận đây? Kẹt kẹt. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Trên giường, hắn lập tức ngừng lại động tác. Một đôi chân nhỏ mang vớ lưới tuyết trắng, dẫm lên thảm nhung mềm mại trên mặt đất, thân thể bên trong váy mỏng như ẩn như hiện, đi tới buồn trong. Lạc Thanh Chu không có lại do dự, thu công chờ đợi đã trở thành người thế giới này vậy không cần thiết lại lề mề chậm chạp thủ vững quy cũ trước kia nhập gia tùy tục gặp sao yên vậy thích ứng hoàn cảnh mới là đúng mà lại nha hoàng trong phủ nếu như không làm nha đầu động phòng cũng chỉ có hai chỗ một cái là ra khỏi phủ một cái là cô độc sống hết quãng đời còn lại đầu năm nay có thể có nơi ở có bữa cơm ăn trọn vẹn cũng đã không tệ rồi trên đường mỗi ngày đều có người chết đói có thể ở trong phủ áo cơm không lo ai muốn đi ra ngoài chịu đói chịu khi dễ cho nên mới có rất nhiều nha hoàng sử dụng các loại tâm cơ thủ đoạn chèn rách cả gia đầu muốn trở thành nha đầu động phòng của nhà giàu sang trở thành thiếp thất đây là tâm nguyện của các nàng cho nên lạc thanh chu cảm thấy mình không cần thiết lương tâm bất an càng không tất yếu cảm giác đạo đức trói buộc như kiếp trước bởi vì ở chỗ này đây đều là đương nhiên cũng là ngươi tình ta nguyện Trèm châu vang động làn gió thơm thổi tới một đạo thân ảnh yểu điệu ôm một khối vải trắng đi tới trước giường vừa đặt lên giường lạc thanh chu một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng kéo nàng đến giường a à, một tiếng duyên dáng gọi to thân thể mềm mại nhào vào lòng mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn mùi thơm nứt mũi khuôn mặt nhỏ nóng hổi lông mi rung động xinh xắn đáng yêu thân thể lạc thanh chu lại cứng đờ tại sao là ngươi thiếu nữ ôm chặt lấy cổ của hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói. "Công tử, không phải người để người ta đến thị tẩm sao?" Lạc Thanh Chu. "Công tử đợi chút nữa, nô tỳ trải xong vật liệu, ngày mai còn muốn cho công tử và và đại tiểu thư kiểm nghiệm đây." Thiếu nữ thẹn thùng cúi đầu, trải tốt phải trắng. Sắc mặt Lạc Thanh Chu biến hóa. "Còn muốn đi đưa cho đại tiểu thư nhìn." "Đúng vậy, đại tiểu thư là chính thê, nếu như nha đầu động phòng không sạch sẽ, nàng sẽ không thừa nhận." dựa theo quy củ, sẽ còn bị xua đuổi đây. Tiểu nha đầu tự hồ hiểu rất nhiều đối với mấy chuyện này. Lạc Thanh Chu Nghĩ đến sáng sớm ngày mai, chủ tớ hai người bọn hắn hai chân như nhũng ra đứng lên từ trên giường, sau đó cầm vải trắng nhún máu, đi linh thiền nguyệt cung, ngay trước bách linh cùng trước mặt hạ thiền, cho tầng đại tiểu thư xem, ngẫm lại hình tượng kia, Lạc Thanh Chu đã không rét mà run, run rẩy. Công tử, được rồi. A. À không phải còn chưa có bắt đầu sao ô người ta nói là vải trắng đã được trải tốt nha cái kia tiểu điệp nói xong qua hết năm giờ đều còn đang ăn tết nếu không a à, tiểu nha đầu xấu hổ chui vào bên trong chăn mền tiểu điệp có thể không đi cho đại tiểu thư nhìn được không tiểu nha đầu ấp úng ấp a à, ấp úng không có trả lời trong phòng an tỉnh lại ngoài phòng Thu Nhi mặc váy ngủ đơn bạc, đang đun nước nóng trên lò, chuẩn bị chờ một lúc để cho hai người rửa sạch thân thể. Tiểu Điệp tưởng niệm lâu như vậy, thèm nhỏ giải lâu như vậy, làm hảo muội muội và hảo tỷ tỷ, nàng đương nhiên sẽ không nhanh chân đến trước, như thế cũng quá không có nghĩa khí. Mà trong trong lòng của nàng rõ ràng, Tiểu Điệp ở trong lòng cô gia, không có người có thể so. Quan hệ giữa hai người, chỉ sợ sớm đã có hơn quan hệ chủ tớ, chỉ sợ cho dù tiểu thư nhà nàng có khả năng cũng không so bằng. Cho nên, nàng không cần thiết động tâm tư ý đồ xấu khác, chỉ cần dùng thành thành thật thật, hảo hảo phục thị cô gia, hảo hảo ở chung cùng tiểu điệp là được rồi. Lộc cộc Lộc cộc Nước trong ấm rất nhanh đã ra khói. Nàng đưa tay để lại gần, lại đột nhiên ca một tiếng bị nóng một chút, cùng lúc đó, trong phòng cũng vừa hay truyền đến một tiếng gào thét đau đớn, vừa lúc trùng điệp cùng với tiếng la của nàng ở bên ngoài này nàng vội vàng đi lấy khăn lau cuốn lại cầm trên tay đổ ra nước nóng vào một chậu đựng lại đi lấy một bình nước khác đặt ở trên lò sau đó nàng ngồi ở phòng khách vểnh tay gò má ửng đỏ tiếp tục nghe lén lúc trạng sáng động tĩnh rốt cục ngừng lại thu nhi đếm trên đầu ngón tay tính một cái khoảng chừng hai canh giờ lại qua một lát sau nàng đỏ mặt đi qua gõ cửa nói khẽ cô gia muốn nô tỳ đem nước nóng đưa vào không? Được. Lạc Thanh Chu đã không có cái gì thẹn thùng. Sau khi Thu Nhi đưa nước nóng vào phòng, ngựa ngùng lường trên giường một chút, lập tức rời khỏi. Lạc Thanh Chu cùng Tiểu Điệp rửa sạch xong, lên giường. Tiểu nha đầu rất nhanh bày ra một bộ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc ngủ thiếp đi. Nàng rốt cục đạt được, công tử rốt cục ăn nàng, không đúng, nàng rốt cục ăn được, công tử. Lạc Thanh Chu nhìn qua trướng mạng trên đỉnh đầu, không có chút bối rối. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu. Không thể chỉ mãi hưởng lạc. Tiếp tục tu luyện. Thần hồn bay tới đỉnh đầu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chầm chầm vào gương mặt tiểu nha đầu đang đỏ ửng mà vẫn ngủ say như cũ một hồi, xuyên thấu qua nóc nhà, bay lên bầu trời đêm. Phi hành ở dưới ánh trăng, tu luyện trong đêm tối. Lạc Thanh Chu rất nhanh đi tới biên ương lâu bên trên mái cong, thân ảnh xanh nhạt và thân ảnh màu đỏ sớm đã chờ ở nơi đó. Vừa thấy được hắn đến, thân ảnh màu đỏ lập tức ngọt ngào kêu lên. Ca ca! Ca ca! Ngươi tới rồi! Hôm nay tới sớm như thế sao? Tẩu tẩu đã ngủ rồi à? Lạc thanh chu bay đến nóc nhà, nói. Đã ngủ! Thân ảnh màu đỏ lường thân ảnh xanh nhạt bên trên mái cong một chút, lại cố ý nói tình cảm giữa ca ca và tẩu tẩu thật tốt mỗi lần đều làm tẩu tẩu ngủ mới ra ngoài lạc thanh chu nhìn nàng nói đem từ làm đổi thành dỗ có phải tốt hơn một chút hay không thân ảnh màu đỏ hì hì cười một tiếng cũng vậy giống nhau mà ca ca đêm nay muội muội có thể nghe nhiều thêm mấy chương cố sự không muội muội còn có một món lễ vật muốn tặng cho ca ca lạc thanh chu giật mình lễ vật gì Thân ảnh màu đỏ cười thần bí, nói: "Ca ca kể chuyện xưa trước, muội muội cảm giác gần đây sắp đột phá, đêm nay nhất định phải hảo hảo nghe." Lạc Thanh Chu không có hỏi nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh xanh nhạt bên trên mái công, trưng cầu đồng ý của nàng. "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay muốn nghe cố sự hay nghe kinh sách?" Thân ảnh xanh nhạt rất trầm mặt một chút, nói: "Cố sự đi." Thân ảnh màu đỏ nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. "Được." Lạc Thanh Chu ngồi xuống trên nóc nhà, nín thở ngưng thần, một bên tắm rửa ánh trăng nhu hòa tu luyện, vừa bắt đầu nói về cố sự. Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật chưa hề muốn vật. Nếu như biết không có gì lại vô tâm, chính là đúng như Pháp thân Phật. Pháp thân Phật, không có bộ dáng, một hình tượng vô quan lại bao hàm vạn tượng. Không khác không cùng không có không, khó bỏ khó lấy khó nghe khó nhìn. Trong ngoài linh quan khắp nơi, một Phật quốc ở bên trong một hạt cát một hạt cát chứa đại thiên giới, cả người tâm vạn pháp. Vừa đọc lên đề từ mở đầu, thân ảnh xanh nhạt đột nhiên xoay người lại, nói. Chậm một chút, đọc lại một lần. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức lại hãm lại tốc độ, lại bắt đầu lại từ đầu. Sư tỷ bài thơ này nghe rất huyền diệu, bên trong ẩn dấu công pháp tu luyện, hoặc là pháp môn ngộ đạo à. Thân ảnh màu đỏ khiêm tốn thỉnh giáo. Thân ảnh xanh nhạt có chút cao mày, suy tư nửa ngày, mới nói, ta tạm thời còn tham không thấu. Bất quá, Phật đạo vốn tương thông. Trong thơ này nói tới một hạt cát một giọt nước, một hạt cát một thế giới, thể xác tinh thần vạn pháp, đều là pháp môn ngộ đạo cao thâm. Lạc Thanh Chu dừng lại lời nói, gặp hai người một hỏi một đáp, nói càng ngày càng sâu, hắn rất nhanh nghe không hiểu. Tiếp tục đi. Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu tiếp tục kể. Hành Giả nhìn lại gặp trên vách sau lưng có treo một bức tranh cầu dĩ dân dày ba lần dân dày ở cầu dĩ long vương nói vị tiên này là hoàng thạch công còn người kia là trương lương nhà hán thạch công ngồi trên cầu dĩ bỗng bị rơi dày xuống chân cầu bèn gọi trương lương nhặt hộ trương lương nhanh nhẹn đi nhặt mang lên quỳ dân trước mặt ba lần như vậy trương lương không chút tỏ ra lười biếng kiêu căng thạch công quý mến trương lương cần cù lễ độ nên đến đêm trao cho trương lương một cuốn thiên thư và bảo giúp cho nhà hán về sau quả nhiên trương lương mưu tính trong màn trướng mà quyết đoán được sự thắng bại ở nơi nghìn dặm giảng đến nơi đây thân ảnh màu đỏ lập tức nhăn đầu lông mày trong mắt lấp lóe tinh quang hai đầu lông mày lộ ra một vòng trầm tư trong lòng lặp đi lặp lại thì thầm như thế ba độ trương lương không một chút kiêu căng lãnh đạm thạch công liền yêu sự chăm chỉ của hắn đem truyền thiên thư đỡ nhà hán của hắn về sau mưu tính trong màn trướng mà quyết đoán được sự thắng bại ở nơi nghìn dặm. Lập tức ở trong lòng lại thầm nghĩ, tiên sinh không đáp ứng bản cung, chẳng lẽ là bản cung quá mức ngạo mạn, không giống như trương lương kia, vì ba lần đi nhặt giày cho người, lấy thành thật đối đãi. Sau đó nàng nhìn về phía thân ảnh kể chuyện xưa trước mặt, nói thầm, bản cung một mực hô gia hỏa này là ca ca, mới được hắn truyền pháp. Nếu không, bản cung ngày mai gặp lại tiên sinh một lần, bái làm sư lấy tài năm của đối phương hoàn toàn có tư cách này, thế nhưng là ai? Nếu như tuổi tác của đối phương có hơn vài năm, nếu như đối phương không phải phu quân của sư tỷ, nàng cũng không có nhiều lo lắng như vậy. Trong lòng nàng suy nghĩ miên man, càng lại nghe không lọt. Lạc Thanh Chu liên tục giảng ba chương, nàng đều như lọt vào trong sương mù, không có nghe hiểu cái gì, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ chuyện bái sư. Lúc trước sư tỷ một mực để nàng bái gia hỏa này làm sư tôn nàng thà chết chứ không chịu khuất phục không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ động suy nghĩ muốn bái vị tú tài phàm nhân phu quân của sư tỷ kia làm thầy ngẫm lại thực sự có chút buồn cười nhưng vì đại nghiệp vì lý tưởng của mình điểm ấy khuất nhục đây tính là cái gì hôm nay giảng đến đây thôi lạc thanh chu dừng lại một lát sau thân ảnh màu đỏ mới tỉnh thần nàng vội vàng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch hình bầu dục lớn chừng bàn tay đưa tới trước mặt hắn ngọt ngào nói ca ca đây là bảo điệp đưa tin đưa vào nội lực hoặc hồn lực dùng đầu ngón tay viết chữ ở phía trên đều có thể truyền tống ra ngoài dù cách rất xa ca ca cầm muội muội nơi này còn có một cái đến lúc đó muội muội có thể dùng cái này liên hệ cùng ca ca lạc thanh chu vô ý thức đưa tay tiếp nhận nhìn kỹ một chút trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ đây chính là điện thoại thời đại này sao Thân ảnh màu đỏ cẩn thận giảng giải cho hắn một lần làm như thế nào để dùng, nhắc nhở. Kaka, ca ca, thứ này rất quý giá, toàn bộ đại viêm cũng không có mấy khối, Kaka ca ca nhất định phải giữ gìn kỹ, không nên bị người khác trộm đi. Lúc nói đến người khác, nàng có ý riêng nhìn người nào đó bên trên mái cong một chút. Lạc Thanh Chu vừa cẩn thận nhìn một hồi, trả lại nói. Đã quý giá như vậy, vậy ta cũng không muốn. Ai biết phía trên này có phải có vật liệu định vị gì khác hay không? Mặc dù vị tiểu nguyệt cô nương này một mực ngọt ngào gọi hắn ca ca, nhưng hắn vẫn luôn duy trì 10 phần cảnh giác đối với vị này, không có khả năng tùy tiện tin tưởng nàng. Ca ca! Cứ lấy! Ngươi lấy đi! Thân ảnh màu đỏ bắt đầu nũng nịu. Nàng rất nhanh sẽ rời đi, mà lại cảm giác được sắp đột phá, nếu như về sau không liên lạc được gia hỏa này, trước đó đầu tư gọi ca ca cùng với lưới các loại, chẳng phải đều uổng phí hết rồi. Khó mà làm được. Không muốn. Lạc Thanh Chu trực tiếp từ chối. Lúc này, thân ảnh xanh nhạt đứng bên trên mái cong một mực trầm mặt, đột nhiên Thanh Lãnh mở miệng nói. Cầm đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, nhìn về phía nàng. Thân ảnh xanh nhạt trầm mặt một chút, thản nhiên nói. Phía trên không có bị động tay chân, nàng sẽ không thể bất cứ lúc nào truy tung đến ngươi. Thứ này ngoại trừ đưa tin ra, còn có thể ngăn lại một kích trí mạng cho nhục thân. Muội muội, ca ca cám ơn ngươi. Lạc Thanh Chu lập tức thu vào. Lúc trời tờ mờ sáng, Lạc Thanh Chu cầm bảo điệp đưa tin về tới Mai Hương Nguyễn. Vừa rồi lúc gần đi, hắn xin hai vị kia hai ngày nghỉ, quyết định hảo hảo ngủ hai đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ba ngày tăng lên cường độ mở đường tầm bảo dưới đáy hồ. Không có bảo tàng, cũng phục vụ cho tu luyện. Vạn nhất thật có bảo tàng, vậy thì càng tốt hơn. Thần hồn trở về cơ thể. Tiểu nha đầu bên cạnh đang trắng bạch nõn nà, kiều kiều mềm mềm, giống như con mèo nhỏ co quắp ở trong ngực của hắn, hai chân nhỏ đáng yêu cũng đặt vào giữa bắp đùi của hắn. Lạc thanh chu sờ một lúc, sau đó ôm nàng, tiến vào mộng đẹp. Trời rất nhanh sáng rõ. Ánh nắng xuyên thấu qua sông cửa sổ, chiếu vào. Nội viện vang lên tiếng chim chóc kêu to. Lạc Thanh Chu ngủ không bao lâu liền cảm thấy cái mũi hơi ngứa một chút, sau khi hắt hơi hai cái, mơ mơ màng màng mở mắt. Lúc này mới phát hiện, người trong ngực đang cầm một lọn tóc trong tay đang cào cái mũi của hắn. Công tử, mau dậy đi. Tiểu điệp thấy hắn tỉnh lại, vội vàng nói khẽ. Lạc Thanh Chu thực sự rất buồn ngủ, vuốt ve bờ vai kiều nộn trơn nhẵn của nàng một chút nói. Ngủ tiếp một lát đi, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì. Vừa dứt lời, nhìn gương mặt tiểu nha đầu đỏ bừng và ánh mắt hiện ra khó xử hắn chợt tỉnh ngộ lập tức ngồi dậy muốn đi đại tiểu thư nơi đó sao tiểu nha đầu xấu hổ gật đầu nói ừm lạc thanh chu trong nháy mắt tỉnh táo lại trên ghế đầu giường có đặt vào một khối vải trắng mềm mại phía trên nhuộm sắc thái đỏ tươi rất bắt mắt Khi là tiểu nha đầu tối hôm qua dâng hiến trong sạch cho hắn có thể không đi được không lạc thanh chu năn nỉ Tiểu nha đầu chẹp chẹp miệng nhỏ, nháy lông mi, có chút ủy khuất. "Đi." Lạc Thanh Chu không dám lại do dự, lập tức vén chăn lên xuống giường, nói: "Nhanh mặc quần áo vào, sớm đi một chút, nói không chừng trên đường không gặp được những người khác, nói không chừng Bách Linh và Hạ Thiền nha đầu kia đều không ở đó." Tấm vải bố này đại biểu cho trong sạch của tiểu nha đầu. Cho nên nàng khẳng định muốn càng nhiều người trong phủ biết, đặc biệt là đại tiểu thư chính thê chỉ có đại tiểu thư tận mắt nhìn thấy vải bố đồng thời thừa nhận địa vị của nàng về sau ở bên cạnh hắn mới hợp pháp mới có thể được những người khác trong phủ thừa nhận nếu không mọi người đến lúc đó có khả năng sẽ ở phía sau nghị luận nàng hoặc là hoài nghi nàng đặc biệt là nếu như nàng về sau mang thai mới không trêu chọc lời lẽ không tốt cho nên quy củ và quá trình này đối với tiểu nha đầu mà nói phi thường quan trọng phi thường tất yếu ắt không thể thiếu đây cũng là một loại tôn trọng và bảo hộ dành cho nàng. Mặc dù, có chút xấu hổ. Lạc Thanh Chu sầu mi khổ kiểm rửa mặt xong, được Thu Nhi phục thị mặt vào nho bào cùng giày, sau đó lề mà lề mề. Tự mình cầm vải trắng đi ra ngoài. Tiểu điệp, có thể bao chỗ nhúm máu ở bên trong không? Như thế lộ ở bên ngoài, thực sự có chút. Tiểu nha đầu đỏ mặt không có lên tiếng. Thu Nhi một bên vội vàng nói. Cô gia, không được, nhất định phải lộ ở bên ngoài, chính là cố ý muốn để các nha hoàng khác trong phủ nhìn thấy. Như vậy, về sau mọi người mới có thể thừa nhận thân phận của tiểu điệp, mới không tự mình nói lung tung. Ai? Phúc? Cô gia, ngươi thẹn thùng cái gì, thẹn thùng hẳn là tiểu điệp mới đúng. Thu Nhi buồn cười. May mắn Mai Hương quyển Cách Linh Thiền Nguyệt Cung không xa, trên đường cũng không có gặp được những người khác. Lúc sắp đến, lạc thanh chu nhịn không được chất vấn thu nhi tối hôm qua chuyện gì xảy ra thu nhi ra vẻ nghe không hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại cô gia cái gì là chuyện gì xảy ra lạc thanh chu nhìn tiểu điệp bên cạnh một chút không có lên tiếng nữa được rồi đã ván đã đóng thuyền cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa dù sao tiểu điệp đã sớm là người của hắn lấy tình cảm của hai người chuyện này sớm nên thành nếu không tiểu nha đầu vẫn luôn không an tâm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha